hôm thì tôi sẽ điểm danh ở một giờ khác nhau, thì các bạn cũng có thể lựa chọn cho mình một cái, khi tôi công bố thì tôi chỉ chẳng hạn điểm danh, tôi chỉ cho các bạn điểm danh trong vòng khoảng 30 phút thôi hoặc là 15 phút, thì tôi sẽ cung cấp cái mã để các bạn sử dụng LTMS để thực hiện việc làm sao điểm danh. Điểm danh đấy, thế thì có một số anh chị thì không vào được LTMS thì các anh chị liên hệ với phòng đào tạo để add vào lớp. Hiện tại thì trong trên LTMS của lớp chúng ta đang chỉ có là danh sách sinh viên, thì khi tôi quản lý ở đây thì nó đang có 91 người, mà trong danh sách đăng ký của chúng ta là có 95 người. Và ở đây thì tôi sẽ mỗi buổi thì tôi sẽ tạo ra một cái mã điểm danh khác nhau trên LTMS đấy, và tôi chỉ điểm danh trong vòng khoảng khoảng 15 phút thôi. Đặc biệt thì các anh chị không cung cấp cái mã LTMS này ra bên ngoài, ra bên ngoài để tránh cái tình trạng có những bạn không phải lớp của chúng ta, các bạn ấy cũng thực hiện việc điểm danh. Bạn Hoàng Anh Tân, chúng ta bật cam lên nhé. Đấy. Thế thì đấy là cái một số cái quy chế về dạy online. Tôi cứ nói hết trước đi đã, rồi sau là tí nữa chúng ta sẽ nói chuyện về môn học sau. Với tôi thì tôi giới thiệu thì tôi là tiến sĩ Trần Mạnh Tuấn. Cái môn học này thì tôi đã dạy được lâu chưa? Thì môn học này thì tôi cũng dạy được năm nay năm thứ 16, 17 rồi. Và tôi làm khai phá dữ liệu cũng tương đối là lâu trong khoảng thời gian vừa qua. Bạn Nguyễn Xuân Long hỏi thưa thầy là Linh LMS ở đâu? LMS Linh LMS thì các anh chị học thì các anh chị thấy là nó là tôi đã tạo ra một cái link để gửi link của buổi học, và cái thứ hai một cái chủ điểm để tôi danh sách điểm danh. Cần link LTMS thì các anh chị theo đúng đây tôi gửi lại cho anh ấy, và với điều kiện là sinh viên phải thực hiện cái việc đó là đăng ký theo email của nhà trường với cái mã sinh viên A cộng TLU rồi sau đấy vân vân đấy, thì tôi gửi lại cái link LTMS cho các bạn của trường mình chứ không phải hỏi ở đâu nữa. Thì cái này thì các bạn đặc biệt là K63, K64, K62 thì cũng đã trước đây đã sử dụng với online, thì chúng ta cũng đã sử dụng rồi. Và phần lớn thì các cái môn học kể cả offline sau này thì đối với các lớp K63, 64 là bắt buộc, thì các anh chị cũng đã sử dụng rồi nên là cũng không phải thắc mắc nhiều về vấn đề này. Thế thì với môn học này thì chúng ta học đầu tiên là tôi giới thiệu về môn học trước, xong rồi sau tôi sẽ phổ biến thêm với cái quy chế đào tạo. Để tôi bật cái slide giới thiệu. Các bạn nhìn thấy cái slide tôi share chưa nhỉ? Thì rõ rồi ạ. Thế thì trên slide đó là thông tin của tôi. Thì tôi công tác ở bên bộ môn hệ thống thông tin. Thế thì tôi thì trước đây thì tốt nghiệp đại học, thì tôi tốt nghiệp đại học Bách Khoa. Ở đây thì tôi nhìn qua thì nhiều anh chị K61, K62
K62 thì cũng có anh chị biết tôi, nhưng mà phần lớn thì không biết tôi, vì tôi chỉ chủ yếu dạy năm thứ ba, năm thứ tư trở đi, chứ tôi không dạy năm thứ nhất, năm thứ hai một tí nào. Ở đây thì nhưng mà có nhiều anh chị tôi nhìn thấy ca hơi sâu, đó là có những anh chị K57 theo danh sách thì K57, K58, K59, K60. Thế thì đầu tiên là tôi giới thiệu về môn học. Thế thì cái môn học này của chúng ta thì đã được dạy ở đâu? Thế thì trong cái thời gian gần đây thì gần như tất cả các cái trường dạy về công nghệ thông tin, nhóm ngành công nghệ thông tin đều hướng đến môn này. Vì cái môn này nó là một trong những cái môn mà người ta sử dụng nhiều trong cái ngành, đó là ngành phát triển của cái cách mạng công nghiệp lần thứ tư, lấy trí tuệ nhân tạo làm nền tảng. Thế thì các anh chị thấy là có hai hướng tiếp cận. Một là hướng tiếp cận từ cái mô hình học máy, đó là chúng ta sử dụng các cái thuật toán để chúng ta đưa ra tri thức. Cái thứ hai, nhưng mà với cái bài toán học máy nó chỉ là một cái phương pháp để khai phá. Còn vậy thì cần bài toán khai phá thì là chúng ta lại trong cái khai phá dữ liệu nó sẽ dạy đầy đủ hơn. Chính vì vậy mà trong cái môn học này tôi dạy mấy thứ. Một là chúng ta nói đến cái bài toán về làm thế nào chúng ta hình thành dữ liệu, sao làm thế nào để chúng ta làm sao xử lý được dữ liệu chúng ta đưa vào trong các cái mô hình làm sao học máy. Đấy. Vậy thì khi chúng ta xử lý cái bài toán tiền xử lý dữ liệu thì học thì rất dễ, nhưng mà làm thì lại rất khó. Có bạn hỏi là thầy ơi, pass điểm danh là gì? Tôi chưa cung cấp pass điểm danh. Lúc nào tôi điểm danh, tôi chỉ cung cấp pass điểm danh trong vòng một thời gian ngắn thôi. Tôi không cung cấp trong khoảng thời gian dài. Đấy, nên các bạn chú ý học. Tôi khi tôi cung cấp thì tôi sẽ nói cho các bạn và tôi sẽ gửi cái pass đấy. Tôi đọc cái pass đấy cho các bạn đọc làm 3 lần để các bạn ghi ra. Thế thì do vậy thì cái nội dung chính của cái môn học này, đầu tiên là chúng ta tổng quan về các phương pháp khai phá dữ liệu. Cái thứ hai là chúng ta tiền xử lý dữ liệu. Cái thứ ba là chúng ta nói đến các cái phương pháp mà sử dụng học máy để chúng ta trích xuất ra ra dữ liệu. Có cái anh cứ hỏi tôi là đương nhiên là không thể tự điểm danh được vì tôi đã cho điểm danh đâu. Đấy ạ. Nên là đến lúc nào chúng ta thấy là thoáng thoáng sinh viên, ít sinh viên thì chúng ta cho điểm danh cho nó tiện. Đấy. Thế thì tiếp theo đó là chúng ta nói đến các cái công cụ khai phá dữ liệu trong cái thời gian gần đây. Và cuối cùng thì chúng ta nói đến cái ứng dụng của khai phá dữ liệu. Đấy là cái nội dung chính của môn học này. Thế thì giáo viên giảng dạy cái môn này thì ở đây thì tôi nhìn qua thì cũng rất nhiều anh chị ở K61 thì là thầy Nguyễn Tu Trung. Đấy, thì vừa rồi thầy có dạy thì các anh chị có thể học bộ học cải thiện điểm cho kỳ hè. Nhưng mà cũng có rất nhiều anh chị K62. Thực ra K62 tôi không mong muốn đợt này. Vì K62 trong vào năm học chính thì chúng ta sẽ học học offline trên lớp. Thì các anh chị sẽ thu thập được nhiều kiến thức hơn học online. Đấy, tôi nói luôn là như thế. Thế thì cái tài liệu tham khảo thì các anh chị có thể tìm trên thư viện cái cuốn khai phá dữ liệu của anh Nguyễn Hà Lam. Anh Nguyễn Hà Lam này thì anh viết cùng với thầy Hà Quang Thị, thầy Nguyễn Chí Thành, thầy Hà Quang Thị và thầy Nguyễn Chí Thành thì là hai cây đa cây đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nhiều năm vừa qua thì thầy ở bên trường Đại học Công nghệ. Còn anh Nguyễn Hà Lam thì hiện tại đang là trưởng khoa công nghệ thông tin của Đại học Điện lực. Đấy. Thế thì tôi cái đánh giá thì ở đây chúng ta tôi nhìn qua thì nó có hai cái.
Một là tôi sẽ trao đổi lại với phòng khảo thí xem là thống nhất một cái khung điểm đánh giá cần như thế nào. Vì hiện tại đối với các em sinh viên từ K61, K62, K61 đổ về trước thì điểm quá trình đang là 40% và điểm kết thúc học phần là 60%. Nhưng với cái thứ hai đó là đối với các em K62 trở lại đây thì theo đề cương thì điểm quá trình thì lại 50%, cần điểm kết thúc học kỳ nó lại 50. Do vậy thì riêng cái phần đánh giá thì chúng ta để lại để vì lớp của chúng ta nó có các em từ K61 đổ về trước cũng nhiều một nửa, và cái lớp các em K62 cũng là một nửa. Do vậy thì tôi sẽ trao đổi kỹ lại với bên phòng khảo thí. Hình thức đánh giá cuối kỳ là vấn đáp bài tập lớn trực tiếp, chứ không có online nhá, anh chị chú ý nhá, trực tiếp tại trường. Và các bạn lưu ý là các bạn làm bài tập lớn thì chúng ta làm, tôi cũng không quan trọng cái việc là chúng ta làm bài toán to hay bài toán nhỏ, nhưng cái quan trọng là chúng ta phải giải quyết được một vấn đề ngọn ngành, và chúng ta là người làm chứ không phải là chúng ta là người đi mượn của người khác để chúng ta làm. Đấy, đấy là một cái quan điểm của tôi rõ ràng. Các anh chị có thể đi lấy một cái bài tập lớn rất đồ sộ, đẹp, dữ liệu tốt, chạy kết quả đẹp, nhưng hỏi không biết gì thì vẫn trượt bình thường. Quan điểm tôi là thế, vẫn trượt bình thường. Và khi tôi chấm vấn đáp thì cái việc trượt đối với những sinh viên trượt nghĩa là điểm dưới 4, tôi công bố luôn. Và có phúc tra gì thì phúc tra với thi hình thức thi vấn đáp là chúng ta phúc tra tại thời điểm thi luôn, chứ không có chế độ là như quan điểm của tôi thì chúng tôi học kỳ hè hay học kỳ chính thì chúng tôi không hạ chuẩn, không hạ chuẩn. Đó là cái việc tiêu chí đánh giá chúng ta giữ nguyên, và tôi luôn luôn khuyến khích người học, chứ không có chuyện là cái việc là học thầy ơi em là học sinh học lại lần này lần thứ ba lần thứ tư rồi thầy cho em qua, cái điều đấy tôi không có. Nghe tôi nói trước luôn, đó là cái việc học kỳ chính hay học kỳ phụ là cái tiêu chí đánh giá là như nhau. Đấy. Thế thì các anh chị có mấy thứ. Một là cái học kỳ hè của chúng ta thời gian trôi qua rất nhanh. Do vậy thì các anh chị có thể tìm cho mình những bạn ở hợp với mình nhất. Các anh chị đăng ký nhóm. Thế thì có thể một anh đại diện nhóm thì gửi cho tôi. Bây giờ tí nữa tôi tạo một cái nhóm Zalo đi để cho các anh chị dễ trao đổi. Gửi tôi, và khi đó thì tôi sẽ làm cái đường link online để các anh chị có thể thực hiện cái việc là làm sao trao đổi thông tin. Cái thứ hai là sinh viên thì các bạn đăng ký nhóm trước ngày 22 tháng 7. Sau ngày 22 tháng 7 thì trong khoảng từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 thì tôi sẽ trong một cái buổi nào đó thì tôi sẽ tự động tôi sẽ công bố danh sách nhóm, và tôi sẽ tự động xếp các bạn mà chưa chọn mình vào nhóm nào thì tôi sẽ tự động phân nhóm, và khi đó thì các bạn phải làm theo cái phải làm theo cái sự phân công. Còn do vậy thì ở đây cái bài toán của tôi ấy, là luôn luôn tôi muốn là cái đẩy cái phần khó về giáo viên, phần dễ về sinh viên. Do vậy thì tôi luôn luôn khuyến khích là các bạn tự chọn cho những cái bạn nào mà làm việc với mình nó quen rồi thì các bạn sẽ làm việc với nhau nó sẽ tốt hơn. Còn khi tôi tạo nhóm, khi trong cái trường hợp mà các bạn không thực hiện điện được ấy, thì tôi sẽ tiến hành là không thực hiện được là tìm những người mà
đồng chí hướng với mình để tạo nhóm thì tôi sẽ phân chia. Sinh viên đăng ký, cái đấy là cái tiếp theo, cái mục thứ hai đó, sinh viên đăng ký đề tài sẽ vào ngày 29 tháng 7 là hạn đăng ký đề tài. Sau ngày 29 tháng 7 các bạn không nộp tên đề tài, các nhóm không nộp tên đề tài, thì tôi sẽ tiến hành cái công việc đó là tôi phân công đề tài. Khi đó thì các bạn phải làm đề tài theo giáo viên phân công. Đầu tiên là tôi sẽ để cho các anh chị tự chọn. Các anh chị không chọn được thì bắt đầu tôi mới làm sao, mới ra đề bài đấy. Thế thì nó có hai phần rõ ràng luôn, đó là các anh chị cũng lưu ý là tôi không ép sinh viên theo cái bắt sinh viên làm theo một cái chủ điểm nào cả, mà tôi mong muốn các anh chị tự tìm cho mình một cái chủ điểm nào nó làm sao phù hợp, là thích nhất với mình. Còn khi chúng ta thấy là nó không tìm được thì đương nhiên là giáo viên phải thực hiện cái việc làm sao thực hiện cái việc phân công này đấy. Tiếp theo thì trong quá trình làm bài tập lớn thì các anh chị chúng ta có mấy buổi thực hành, thì ở đây thì tôi có thể kết hợp giữa cả thực hành lẫn dạy lý thuyết. Chúng ta có 5 tuần thì tôi sẽ cố gắng là mỗi tuần sẽ có một buổi thực hành, và như vậy thì tôi sẽ dạy lý thuyết hai buổi và một buổi thực hành. Thì thực hành thì các anh chị phải chuẩn bị máy thôi, vì online thì chúng ta phải chuẩn bị. Thế thì liên quan, và tôi sẽ giải đáp những cái vấn đề thắc mắc, những cái vấn đề liên quan bài tập lớn các anh chị làm, anh chị mắc ở đâu, anh chị có thể hỏi tôi tại buổi thực hành đấy. Thực hành thì tôi sẽ hướng dẫn khoảng 30 phút đầu tiên là hướng dẫn cái chủ điểm của buổi thực hành hôm nay là cái gì và chúng ta làm như thế nào. Nhưng mà tiếp theo thì các anh chị phải thực hiện cái việc đó là thực hành, và các anh chị họ trong quá trình thực hành thì các anh chị cái gì không làm được thì các anh chị làm sao hỏi. Quan điểm tôi là lấy người học làm trung tâm, do vậy thì cái việc hỏi của các anh chị là cái việc hết sức quan trọng, chứ không phải là cái việc là tôi đi hỏi các anh chị chủ động. Vì các anh chị tôi nhìn thấy chúng ta đều là sinh viên năm thứ 3 sang năm thứ 4 hết rồi, không có em nào mà ở năm thứ nhất sang năm thứ 2, năm thứ 2 sang năm thứ 3 cả, vì không có bạn nào 63 đấy. Do vậy thì chúng ta, và cái này cũng là cái kỹ năng các anh chị sau này các anh chị ra trường, các anh chị đi làm thì các anh chị gặp phải thôi. Và cái vậy thì tôi có cái hạn nộp bài tập lớn lần thứ nhất là vào ngày 15 tháng 8, thì đây là cái thời điểm mà chúng ta cần chuẩn bị kết thúc môn học. Và cái nộp cái bài tập lớn lần thứ hai đó là chúng ta nộp vào 2 ngày trước khi thi, là chúng ta nộp bản mềm. Còn khi hôm thi thì chúng ta sẽ in cái báo cáo của bài tập lớn ra để các anh chị. Cái báo cáo thì tôi, quan điểm của tôi ấy, chúng ta viết báo cáo thì chúng ta viết ngắn thôi. Chúng ta làm cái gì chúng ta viết vào cái đấy. Dám cô đọc mỗi cái báo cáo nó khoảng từ 6 đến 10 trang thôi. Chúng ta không phải đi copy lý thuyết trên trời dưới biển về cho nó dày, để cho nó mang để bảo ui để thầy có thời gian thầy đọc. Cái điều đấy nó không đúng. Cái tôi chỉ quan tâm đến là cái gì các bạn làm đấy. Vậy thì cái lộp này thì các anh chị nhớ là lộp bản mềm thì nó gồm có mấy phần đối với môn này. Một là cái file word báo cáo, hai là cái code của chương trình, cái thứ ba không thể thiếu đó là cái data đi kèm, vì code mà không có data không ý nghĩa gì. Thế thì tôi có trong cái này thì tôi có lưu ý ở đây có mấy cái. Một là cái điểm thưởng ở đây là chúng ta không sử dụng cái có sẵn, đó là không sử dụng cái thư viện có sẵn. Tôi khuyến khích sinh viên cốt thuật toán để hiểu được bản chất, vì bản chất thì các thuật toán ở đây nó làm sao, nó là các thuật toán đã có rồi đấy. Chính vì vậy mà
chúng ta cốt thuật toán để chúng ta hiểu rõ bản chất của thuật toán. Cái thứ hai là chúng ta, tôi khuyến khích các anh chị lên tìm các cái bộ dữ liệu thực tế để thấy được cái ý nghĩa của cái bài toán này. Đấy. Còn trong cái trường hợp chúng ta không cốt được thì chúng ta sử dụng thư viện có sẵn, thì đương nhiên là cái phần điểm thưởng này, thì điểm thưởng thì nó rơi vào khoảng 2 điểm thôi, thì cái phần này chúng ta phải bỏ thôi, đúng không ạ? Vì chúng ta không cốt. Cái tiếp theo đó là chúng ta phải lấy cái không sử dụng dữ liệu có sẵn. Còn trong cái trường hợp mà chúng ta sử dụng cái dữ liệu có sẵn ấy thì nó gặp phải là như này ạ. Đó là chúng ta lấy dữ liệu UCI về thì chỉ việc là chạy cái mô hình học máy thôi. Mà bài tập lớn thì chúng ta thấy là tôi để từ ngày 29 tháng 7, có nghĩa là chúng ta có khoảng 2-3 tuần để làm bài tập lớn, mà chúng ta lại chỉ chạy học máy mất khoảng 15 phút mang báo cáo, thì cái điều đấy các anh chị thấy được là nó sẽ rất chi là làm sao bất tiện đấy. Và như vậy thì cái đóng góp của các anh chị nó sẽ không có nhiều trong cái môn học này đấy. Do vậy thì đấy là cái yêu cầu bài tập lớn của tôi. Thì thế thì liên quan đến cái này thì nó liên quan đến cái việc làm cái môn học. Vậy thì cái bài toán đặt ra ấy là cái khai phá dữ liệu, nó vì sao mà chúng ta cần phải học. Thế thì trước đây thì các anh chị thấy nó cắt nghĩa cái từ công nghệ thông tin, theo các anh chị thì nó sẽ bao gồm mấy phần? Theo anh chị thì công nghệ thông tin nó bao gồm mấy phần? Tôi gọi thử, anh nào tắt cam thì tôi gọi. Anh Phạm Quang Mạnh. Bạn Phạm Quang Mạnh có đây không ạ? Bạn Phạm Quang Mạnh có đây không ạ? Alo. Dạ có ạ. Trả lời đi. Tôi gọi lần thứ ba không có thì tôi cho ao ra khỏi phòng. Học công nghệ thông tin rồi đi. Trả lời đi. Dạ đây ạ. Khai phá dữ liệu là một tập hợp các kỹ thuật được sử dụng để khai thác và tìm ra các mối quan hệ lẫn nhau trong của dữ liệu. Mạnh ơi, em chưa nghe câu hỏi. Tôi nói đến cái từ công nghệ thông tin, nó bao gồm mấy phần? Dạ, công nghệ thông tin bao gồm mấy phần ạ? Công nghệ thông tin bao gồm mấy phần? Có biết không? Em chưa... Dạ, em vẫn chưa biết câu hỏi trả lời như nào. Thế thì công nghệ thông tin nó bao gồm hai phần. Một là cái vế đầu tiên, nó là vế làm sao? Cái từ công nghệ, được chưa? Cái phần thứ hai, đó là về phần thông tin, được chưa? Vậy thì như vậy thì các anh chị để ý, cái công nghệ thì bây giờ là một trong những cái vấn đề mà nó gần như các anh chị thấy là chúng ta không phải lo nghĩ gì nhiều, vì bây giờ nó có ứng dụng rất nhiều trong cái việc là hỗ trợ các anh chị giải quyết, từ cái chat GPT đến những cái công nghệ. Ngày xưa các anh chị thấy là các anh chị học cái như môn là nhập môn lập trình thôi, các anh chị thấy là viết một chương trình các anh chị thấy là rất chi là làm sao mệt. Nhưng với công nghệ bây giờ thì các anh chị thấy là nó nhàn hơn rất nhiều. Chúng ta thậm chí chúng ta chỉ cần làm sao gọi các cái thư viện nó đã có làm sao có sẵn rồi. Nhưng cái vấn đề thứ hai các anh chị nhìn thấy đó là cái thành phần thứ hai, đó là cái phần làm sao thông tin. Thì các anh chị thấy là có những thông tin chúng ta biết, nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta sờ đến thông tin nào theo khi chúng ta cũng lại làm sao chưa có. Vì bây giờ muốn giải quyết cái bài toán trong thực tế, tôi lấy ví dụ các anh chị thấy là bây giờ tôi muốn tìm kiếm cái thông tin về bây giờ về cái giá thuê nhà ở xung quanh trường thủy lợi. Vậy thì các anh chị thấy là cái bài toán này chúng ta thấy là chúng ta cũng phải đi đi tìm sao cho nó
để tìm ra được cái giá nhà sao cho nó phù hợp. Chúng ta muốn thuê dưới dạng làm sao? Một căn hộ khép kín khoảng 20 mét vuông có đầy đủ tiện nghi hay không đầy đủ tiện nghi, nó cũng lại làm sao? Nó lại là một giá. Cái căn thuê cái căn mà nó khép kín nhưng chưa có làm sao tiện nghi, giá nó lại khác. Cái căn mà thì nhờ nhà đấy, nhà tầng, nhà cấp 4, giá lại khác. Đấy, thế thì vậy thì tất cả những cái thông tin đấy thì chúng ta phải đi thực hiện việc làm sao tìm kiếm. Và nhưng chúng ta tìm kiếm xong thì có nhiều thông tin, thì đến cái bài toán thứ hai mà chúng ta gặp phải, đó là bài toán khai phá dữ liệu. Làm thế nào chúng ta tìm ra được quy luật để chúng ta thuê cái nhà này nó không bị hớ. Tôi không mong muốn là cái việc là chúng ta thuê nhà được cái nhà nó rẻ quá, và chúng ta cũng không mong muốn là chúng ta bị làm sao gà mờ quá, đó là đi thuê nó làm sao bị đắt. Đấy, thế thì khi đó chúng ta phải tìm ra được cái làm sao, cái quy luật, và tìm ra được cái vậy thì tôi muốn thuê nhà dạng này thì giá thành như thế này là làm sao phù hợp. Đấy, thế thì đấy là cái mà cái bài toán của làm sao khai phá dữ liệu. Thì ở đây thì vậy thì cái câu hỏi đặt ra là vậy thì cái môn khai phá dữ liệu này học nhiều chưa? Thế thì tôi cũng đã nói rồi là tôi đi dạy cái môn này được khoảng 15 năm nay rồi. Có nghĩa là ít nhất là 15 năm nay đã có rất nhiều trường làm sao học. Nhưng bản thân chúng tôi cũng đã được học từ những năm 2003, 2002, 2002. Thì 2003 thì tôi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, thì khi đó cũng đã làm sao đưa cái môn học này vào giảng dạy trong nhà trường. Có nghĩa là chúng ta là, đấy là cái môn học này là cái môn học không phải là môn mới, mà là cái môn học làm sao đã cũ, chứ chúng ta phải khẳng định với nhau là như vậy. Đấy. Thế thì mục tiêu của cái môn học này là sẽ giới thiệu cho các anh chị cái quy trình để chúng ta khai phá tri thức, khai phá dữ liệu, quá trình làm sao tiền xử lý dữ liệu. Cái thứ hai là lợi ích của cái việc khai phá dữ liệu, những đóng góp của khai phá dữ liệu trong các cái lĩnh vực làm sao khác nhau trong cái việc giải quyết bài toán. Và cái tiếp theo là các cái thuật toán, các cái giải thuật chính trong quá trình làm sao tiền xử lý dữ liệu. Cái tiếp theo là chúng ta trình bày các cái kỹ thuật thực hiện trong làm sao khai phá dữ liệu. Thì cái đây là cái phần nội dung chính chính của cái môn học. Và tiếp theo là cái khả năng có cho tạo cho người những cái ứng dụng từ cái bài toán khai phá dữ liệu. Thì cái điều này là một trong những cái cần thiết cho sinh viên khi ra trường. Và chúng ta thấy là cái lương của một anh làm AI khi ra trường với một lương của một anh không làm AI, tôi nghĩ tại thời điểm này nó cũng có sự khác nhau tương đối xa. Vì lương của một anh làm AI các anh chị có thể offer lên với lương nó có thể lên đến 2, 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu là bình thường. Còn những anh code không thì các anh chị thấy là lương tháng khoảng mười mấy triệu cũng đã là làm sao mừng lắm rồi. Đấy. Thì cái này các anh chị cũng thấy được là cái vai trò của nó. Và những cái quan trọng là thực ra thì chém gió ở với nhau trên các diễn đàn ấy, thì cái chương trình của tôi nó có AI này AI lọ, thì đúng thật là ai cũng thấy ở cái sản phẩm của tôi có AI. Nhưng mà không phải, các anh chị nhớ là không phải lúc nào người ta cần quan tâm đến cái từ AI không, mà người ta lại quan tâm đến vậy thì anh sử dụng AI đến mức độ như nào, thì đấy là một bài toán hoàn toàn khác. Tiếp theo thì chúng ta có mấy cái phần mềm thực hành. Thì các anh chị sử dụng cái phần mềm đầu tiên đó là phần mềm Waika. Các anh chị search cái từ Waika thì đây là một trong những cái phần mềm thực hành tương đối là phổ biến trong khai phá dữ liệu. Các anh chị cài đặt trên máy.
Cái thứ hai là cái ngôn ngữ mà các anh chị thấy bây giờ người ta sử dụng hai cái ngôn ngữ cơ bản. Một là Python, hai là A. A thì người ta tập trung chủ yếu với các cái bài toán về phân tích dữ liệu, phân tích thống kê, đó là khai phá dữ liệu thống kê là nhiều hơn. Còn Python thì bây giờ nó nằm trong cái lớp mà khoảng 10 cái ngôn ngữ mạnh mà trên thế giới những người chúng ta làm hay sử dụng. Và đặc biệt thì từ K62 trở đi thì bạn nào cũng được học Python ngay từ làm sao học kỳ đầu rồi, nên là cái này thì chúng ta cũng không có vấn đề gì. Tôi khuyến khích các anh chị code thuật toán bằng Python. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng các phần mềm khác. Tiếp theo đó là các anh chị có thể lấy cái dữ liệu ở trên cái UCI. Nó có rất nhiều các cái bộ dữ liệu khác nhau. Đấy. Thì các anh chị có thể lấy dữ liệu ở trên này để về làm sao thực hành. Và các anh chị cũng có thể tìm hiểu các cái dữ liệu trong các cái bài toán thực tế khác nhau. Đó. Thế thì đấy là tôi giới thiệu qua về môn học. Cái tiếp theo nữa là về phía giáo viên, tôi cũng có mấy thứ yêu cầu. Thứ nhất là theo quy chế đào tạo thì các anh chị phải dự lớp là trên 80% thời gian giáo viên lên lớp. Nghĩa là chúng ta có 15 buổi, mỗi buổi 3 tiết. Ba tiết, do vậy thì các anh chị phải dự lớp là ít nhất là 12 buổi, và các anh chị được phép nghỉ là 3 buổi. Đấy là chúng ta nói với nhau, anh nào nghỉ 4 buổi thì chúng ta vui vẻ là chúng ta cấm thi. Cái tiếp theo nữa là điểm danh, chúng ta điểm danh trên phần mềm LMS, nên là chúng ta cũng chả phải cãi nhau gì về việc là thầy ơi hôm đấy em có đi học thầy không điểm danh, thầy gọi tên em không gì nhờ ấy được, em không biết được nên em không điểm danh. Và ở đây thì phần mềm LMS thì tôi cũng giới hạn cái thời gian điểm danh, chẳng hạn như buổi hôm nay tôi có thể để từ lúc tôi cung cấp cái pass đến hết giờ, nhưng các buổi sau thì tôi chỉ để khoảng 20 phút để các bạn thực hiện điểm danh. Vậy thì các anh chị để điểm danh trên phần mềm LMS thì các anh chị phải đăng nhập vào cái account của mình trên LMS và kết nối đến lớp học của chúng ta. Tên lớp học đó là khai phá dữ liệu CSE404-001 là lớp học hè. Đấy, thế thì tôi cũng nói rõ như thế. Và khi đó thì trên hệ thống nó tự động nó thống kê, chứ tôi cũng chả phải thống kê. Tôi bây giờ tình ngay lý gian, chúng ta cũng nhìn thấy được là cái việc bây giờ bảo thầy ơi hôm đấy vì lý do ABC thì em cũng điểm danh thế nào ấy, nó không vào hệ thống. Thì cái này tôi nói thật là tôi cũng không có can thiệp được. Và cái này thì nó nằm trong cái hệ thống LMS và không phải tôi quản lý, và trung tâm tin học của nhà trường quản lý. Vì có những bạn nghỉ 4 buổi mà tôi cho thi, tôi phải giải trình với nhà trường. Vậy thì sinh viên này nghỉ quá số buổi, sao thầy lại cho thi? Đấy. Sao thầy lại còn gì? Vì nó đã vi phạm quy chế đào tạo của nhà trường. Đấy. Nên là tôi, các anh chị cũng thông cảm cho thầy. Là cái việc là... đấy. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có một bài kiểm tra. Bài kiểm tra thì vì chúng ta học online, do vậy thì bài kiểm tra thì chúng ta sẽ kiểm tra vào một cái buổi ở tuần thứ tư hoặc tuần thứ năm. Chúng ta kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm. Tôi sẽ báo bài kiểm tra đấy trước một tiếng, và tôi báo trước kế hoạch đào tạo cho các anh chị từ bây giờ là vào tuần thứ tư
cuối tuần thứ tư hoặc đầu tuần thứ năm để chúng ta kiểm tra trắc nghiệm. Và khi kiểm tra trắc nghiệm thế thì anh chị làm xong cái nó có điểm luôn trên trên hệ thống đấy, nên là không có gì mà phải phải phức tạp cả. Do vậy thì điểm nó tương đối, chúng ta cái môn học này điểm nó tương đối là minh bạch, chúng ta đấy là điểm trắc nghiệm nó tự động chấm đấy, bạn nào điểm danh nó có tự động, hệ thống nó tự động có sẵn rồi đấy, nên là chúng ta tôi cũng mong muốn là các anh chị cũng gì nghiêm túc trong học tập môn học này đấy. Trước khi sang buổi thứ hai ấy, thì tôi vào buổi thứ nhất này các anh chị tôi cũng có một cái lời khuyên, lời khuyên là học kỳ hè ấy, là mong muốn của chúng tôi là giảng dạy cho các bạn học nâng cao nâng điểm. Còn chính vì vậy mà chúng tôi mong muốn, chúng tôi không ép buộc nhá, là các bạn nào mà học lần một thì các bạn nên hủy lớp mà chuyển sang học kỳ chính. Thì cái chất lượng của, vì các lớp học kỳ chính thì lớp học kỳ hè đấy học nâng điểm, do vậy thì phần lớn là các bạn đã học qua một lần rồi. Còn và khi đó thì học kỳ chính thì chúng tôi trong học kỳ một này chúng tôi mở tất cả là 9 lớp, trong đó có 8 lớp về của ngành công nghệ thông tin và một lớp là của ngành một lớp là của ngành trí tuệ nhân tạo. Riêng lớp của ngành trí tuệ nhân tạo thì chúng tôi dạy theo một cái đề cương, vì đặc thù của trí tuệ nhân tạo nó cái ngành của họ là trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu, do vậy thì họ học rất nhiều cái môn liên quan về đến khai phá dữ liệu rồi. Do vậy thì riêng cái lớp trí tuệ nhân tạo thì học theo một cái đề cương khác, và đề cương của lớp trí tuệ nhân tạo thì nó nặng hơn rất nhiều. Vì sao? Chúng tôi không dạy trùng với những cái phần kiến thức của những cái môn học các anh chị đã được học. Học do vậy thì các anh chị nào mà có nếu học lần một thì tôi khuyên các anh chị hủy bỏ lớp này và chúng ta học vào học kỳ chính để chúng ta có thu được một cái lượng kiến thức nhất định về để đảm bảo cái chuẩn đầu ra. Và tôi thì tôi mong muốn là các anh chị ra trường ấy anh chị làm được việc, chứ tôi không mong muốn là cái điểm số của các anh chị ra trường các anh chị bảo ui điểm của em là trung bình chung là 3,8 nhưng mà hỏi cái gì công ty đi hỏi đi làm yêu cầu em làm cái gì em chả biết làm, thì cái điều đấy tôi không mong muốn. Tôi bao giờ tôi muốn mong muốn điểm các anh chị ra trường 2,3 cũng được, nhưng các anh chị ra trường các anh chị đi làm lương tháng 30-40 triệu 50 triệu tôi thấy, hoặc là và người ta các anh chị cái mảng gì em cũng làm được, tôi thích hơn là cái việc là bạn 3,8 nhưng mà kéo khi gõ văn bản không xong, thì cái điều đấy chúng tôi không mong muốn đấy. Đấy tôi nói trước vậy. Vậy thì trước khi vào nội dung chính của môn học thì các bạn cái buổi đầu tiên thì các bạn cứ trao đổi thẳng thắn, có những cái điểm gì không được, có những điểm gì được thì chúng ta cùng ấy. Và có một cái đặc điểm nữa, chúng tôi không khuyến khích các bạn trong cái việc là chúng ta không đủ điều kiện học online mà chúng ta cố học online. Những bạn nào không đủ điều kiện học online có nghĩa là máy tính không có mà vào bằng chỉ có điện thoại không thì chúng ta cũng xin hủy lớp luôn. Tôi không khuyến khích nha, vì đến lúc mà thực hành không có máy tính thầy không cho vào lớp và tính đấy là một buổi nghỉ, thì các anh chị cũng lưu ý là chúng tôi không chịu trách nhiệm đấy. Tôi nói luôn từ buổi đầu tiên các anh chị hủy, tôi cam kết luôn với các anh chị là trong học kỳ chính học online ở trường, anh chị nào mà đăng ký vào một trong 8 lớp mà lớp full rồi, các anh chị ý kiến với tôi
vì tôi là người quản lý bộ môn, tôi sẵn sàng mở lấy rộng lớp để các anh chị vào cái lớp đấy đăng ký thêm. Được chưa? Đấy là lời cam kết từ lãnh đạo bộ môn hệ thống thông tin để đảm bảo cho các anh chị không sợ là cái việc là chúng ta không có lớp học đấy. Nhưng đấy, đấy là cái thứ nhất, đó là cái điều kiện học online. Cái thứ hai là em chỉ vào bằng 3G, do vậy thì đường truyền của em nó rất chi là tồi. Vậy thì em cũng xin là bập bà bập bõm nghe câu được câu chăng, do dẫn đến là em cũng thu cái nội dung môn học nó không ăn thua. Thì cái điều đấy tôi cũng khuyên các anh chị lên làm sao hủy lớp để học offline. Đấy. Đấy. Đấy là cái lời khuyên. Đấy là lời khuyên nhé, không phải là về ép phía từ phía giáo viên. Do vậy thì cái việc học của học kỳ hè là đều là tự nguyện của các anh chị. Do vậy thì cái điều kiện về cơ sở vật chất học là các anh chị cũng lên cân nhắc. Đấy. Tôi nghĩ là có hai cái điều mà các anh chị cần cân nhắc. Một là điều kiện học. Cái thứ hai là khả năng hấp thụ kiến thức của các anh chị với học online. Thì cái điều này các anh chị lên cân nhắc là chúng ta học vào học kỳ chính thì sẽ tốt hơn. Đấy. Cái thứ ba nữa là các anh chị thấy thầy yêu cầu khắt khe quá thì các anh chị cũng thôi thầy ạ, em thấy thôi để vào học kỳ chính em học cho nó được làm sao đầy đủ và ấy, thì tôi cũng và các anh chị lớp đã mở, tôi cam kết với các anh chị ít hay nhiều tôi cũng vẫn mở, tôi vẫn dạy. Nên các anh chị không phải lo gì cái việc là thầy ơi, thầy nói thế từ sau ngày mai em sợ là các bạn hủy bỏ hết lớp, còn khoảng 15-20 người em học đấy, thì cái này thầy lại không, thầy xin hủy lớp, thầy không dạy nữa. Tôi cam kết là tôi vẫn dạy, nhưng tôi khuyên như thế để các bạn cũng làm sao đảm bảo. Ở đây tôi muốn, mong muốn của tôi là đảm bảo về cái lượng kiến thức cho các anh chị và đảm bảo về cái khả năng mà các anh chị có thu hút được. Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta có khoảng 10 đến 15 phút để chúng ta trao đổi với nhau. Và có một cái điểm nữa là tôi nói với các anh chị là các anh chị được quyền nghỉ trong vòng 3 buổi. Do vậy thì các anh chị nghỉ, các anh chị nào lịch sự thì báo cho tôi qua email, các anh chị không báo qua email cũng được, hoặc là báo trên cái group. Tí nữa tôi gửi cái link Zalo để các anh chị tự ép mình vào trong cái link Zalo đấy để vào group của lớp. Đấy. Đấy, cũng được. Và chúng ta sau này thì các anh chị cứ gì nhỉ, hôm nay em có việc này thì ngày mai em sẽ đi học. Đấy. Nên là chúng ta có cái thời gian như thế, nên là tôi không có một cái lý do, bất kỳ lý do gì anh chị nghỉ cả. Đấy. Anh chị có ý kiến thì anh chị trao đổi, các anh chị bật mic lên trao đổi thoải mái với thầy. Chúng ta có gì chúng ta nói ngay từ buổi đầu tiên. Em phải bài tập lớn có được làm một mình không ạ? Bài tập lớn chúng ta đã làm theo nhóm, do vậy chúng ta không làm một mình. Chúng ta phải có từ 2 người trở lên. Bạn Việt Hoàng ạ. Các bạn có câu hỏi thì chúng ta đặt câu hỏi thoải mái đi ạ. Chúng ta có cái gì chúng ta cần trao đổi thì chúng ta cũng trao đổi thoải mái đi ạ. Bá Chiến có trao đổi gì không? Không ạ. Các anh chị có ý kiến thì ý kiến đi, không đến lúc mà thì nhà, đến đoạn thầy không cho thi thì mới bắt đầu là thầy ơi ý kiến. Rồi sau là bảo ui thầy chả nói trước gì cả, làm em không rõ. Anh Phạm Mạnh Cường nhớ bật bật mic bật cam lên nhá. Thì em có bật cam mà thầy. Sao của anh nhìn vẫn không? Em có bật mà.
Dạ. Anh Phạm Mạnh Cường, anh Đới Xuân Đạt này là 61, là cũng là học lần một là ai dạy đây? Thầy Trung ạ. Em học lần một. Bạn Phạm Huy Nguyên này là ca bao nhiêu đấy? Em ca 60. Ca 60, bây giờ các bạn ấy đã ra trường hết rồi đúng không? Mình chưa em, ra. Em, cái đợt mà em học thì em có việc em phải bảo lưu, bây giờ mình mới học lại được. Thế thì học lại lần một ấy thì cố sao không theo gì nhờ lớp chính kia? Thì cái đấy mà cái hồi lớp chính là em bị phải bảo lưu hết rồi, nên là bây giờ mới học lại được. Anh Vũ Văn Minh này thì anh Vũ Văn Minh như vừa rồi vừa bảo vệ đồ án đúng không nhỉ? Anh Vũ Minh ấy. Em không ạ. Vâng. Các bạn có ý kiến gì thì ý kiến đi ạ. Sau đấy thì chúng ta sẽ vào trao đổi gì. Vậy thì cái thứ nhất là cái số buổi nghỉ của chúng ta thấy là có vấn đề gì không ạ? Không ạ. Cái thứ hai là cái điều kiện học tập của môn học này, các anh chị có ý kiến gì không ạ? Có anh chào cái điều kiện không đủ điều kiện học không ạ? Các anh chị có anh nào không đủ điều kiện học không ạ? Anh Cấn Đình Hưng này thì có đủ điều kiện học không? Anh Hưng này. Có. Sao anh không bật cam lên? Phòng em tối á. Phòng em tối thì bật điện lên. Anh Hưng này là 61 TH đúng không? 4. Vâng ạ. Sao không bật điện lên? Anh Nguyễn Ngọc Huy, anh Trần Thanh Quang, máy tính của em bị hỏng cam rồi ạ. Thế thì em tôi những bạn nào mà lỗi như thế thì tôi cho out ra. Và tôi cũng nói luôn là cái điều kiện học ở đây là tôi yêu cầu là điều kiện theo đúng cái quy chế đào tạo về online. Các bạn phải có ấy, cần các tôi, và đến hôm nay là buổi đầu tiên, do vậy thì các bạn có thể hủy môn học này để chúng ta nói trước với nhau, thế để các anh chị đỡ phải gì nhờ bảo thầy ơi em đóng tiền rồi, bây giờ thầy lại gì nhờ, bây giờ em lại không được học, rồi sau này nó gì nhờ, nó nhỡ của em bao nhiêu. Vì học online các bạn có đủ điều kiện thì các bạn tham gia học, mà không đủ điều kiện thì các bạn hủy và các bạn đăng ký học kỳ chính. Tôi nói là học kỳ 1 của chúng ta có 8 lớp cơ, không phải có ít. Nên là vậy, mấy anh này thế nào? Thế thì thầy để hôm sau em sửa cam lại. Chứ hôm nay anh Bá Thắng thế nào? Có đủ điều kiện học không? Em vẫn bật cam mà thầy. Đây là Nguyễn Bá Thắng. Vâng, em có một cái thiết bị nữa là để em quay lại học với thầy. Để em quay. Anh Nguyễn Quang Dũng. Thầy có gì với cam của em không? Em dùng máy bàn nên là không có cam. Thế thì không có cam, anh không đủ điều kiện học đâu. Thầy có thấy có nhìn rõ cam của em không ạ? Đây rồi. Vâng. Dũng ơi, như thế thì không đủ điều kiện học đâu em ơi. Chứ để em vào điện thoại. Không. Vì sau này nó còn liên quan đến thực hành, đến nút kiểm tra nữa. Do vậy thì tôi không... Tôi nhắc lại các bạn nhé, là những bạn nào không đủ điều kiện học thì các bạn xin gì nhỉ, các bạn hủy lớp đi, đỡ phải tốn tiền. Vì chúng ta khi không đủ điều kiện học thì thầy lại không cho học, thì lại bảo thầy khó tính. Nhưng mà khi không đủ điều kiện học rồi mà chúng ta cố học ý, thì lượng kiến thức của chúng ta nó thu thập được nó không được mấy. Đấy,
Do vậy thì các anh chị cố gắng. Được chưa? Đấy. Các anh chị hình dung ạ. Đấy. Nên là các anh chị buổi hôm nay có thể châm trước những bạn mà chúng ta chưa có cam, chúng ta không bật cam. Còn buổi sau những bạn không có cam tôi cho ao luôn. Những bạn nào cứ những cái anh nào mà chẳng hạn mà có hai thiết bị, một thiết bị đấy thì các anh chị cũng làm sao đăng nhập với tên hai thiết bị giống nhau để tôi nhìn trên danh sách thì nó làm sao nó liền nhau thì tôi mới biết được là anh sử dụng cam hay không. Được chưa? Thế thì chúng ta có theo đúng quy định thôi. Các anh chị có mã sinh viên này, các anh chị nhớ lần sau đặt tên cho mình nó đúng. Mã sinh viên này, sau đến họ tên này. Thế thôi, không cần phải lớp nữa. Được chưa? Đấy. Nên là các anh chị cũng đấy. Rồi. Các anh chị xem là có ý kiến gì không? Nếu không có ý kiến gì thì chúng ta nghỉ khoảng 5 phút, 7 phút đi. Theo đồng hồ trên máy tính của tôi là 7 giờ 57. Thôi rồi chúng ta đến 8 giờ 5 phút thì chúng ta quay trở lại học tập tiếp và vào nội dung. Được chưa?
Rồi, chúng ta hết thời gian nghỉ rồi thì chúng ta sẽ quay trở lại. Đầu tiên là trong cái thời gian nghỉ vừa rồi thì tôi cũng đã làm được việc đó là tạo một cái nhóm Zalo. Tôi gửi trên để vào nhóm Zalo. Trao đổi cho nó. Liệu cho sau buổi hôm nay thì tôi xuống lại sẽ up trên, tôi sẽ gửi qua anh chị. Cái link Zalo đó. Đấy, rồi, cũng rất nhiều bạn. Đấy. Làm như thế cho nó nhanh. Vì tôi cũng tranh thủ cái thời gian nghỉ vừa rồi thì tôi cũng ok. Nào mà thứ nhất bây giờ chúng ta không ý kiến gì, vậy thì chúng ta cứ thế thực hiện. Vậy thì buổi hôm nay là buổi đầu tiên, do vậy thì bây giờ tôi sẽ gửi link cho các anh chị điểm danh từ giờ đến cuối giờ, tôi chả có khó khăn gì cả. Tôi để thời gian đến bởi hôm nay tôi để từ bây giờ đến 9:30. Mã cốt điểm danh tôi gửi qua cửa sổ chat của LMS, của Dung. Anh chị nhận được chưa ạ? Đấy. Còn các buổi sau thì tôi chỉ để trong khoảng thời gian ngắn thôi. Buổi hôm nay thì nó là buổi đầu tiên, chúng ta để thoải mái một tí. Đấy ạ. Các chị nhìn thấy màn hình tôi share gì ạ? Thế thì bài đầu tiên nó là bài tổng quan về khai phá dữ liệu. Thế thì tôi có trong cái này thì tôi trình bày 5 phần. Một là giới thiệu chung. Cái thứ hai là khai phá dữ liệu là gì. Vì học cái gì chúng ta phải biết được. Nhiều bạn học chẳng hạn cơ sở dữ liệu, hỏi cơ sở dữ liệu là gì, em cũng không biết. Đấy. Cái thứ ba là cái quá trình khai phá dữ liệu, khai phá tri thức. Và cái thứ tư đó là các kỹ thuật khai phá dữ liệu cơ bản. Thì đấy là những cái phần cơ bản thì chúng ta tôi sẽ nói. Và cuối cùng đó là các cái ứng dụng của cái bài toán làm sao khai phá dữ liệu. Thì đây là những cái nội dung chính trong cái buổi hôm nay. Thì tôi cũng kể chuyện với các anh chị. Thế thì cái tình huống thứ nhất thì các anh chị nhìn thấy là cái bài toán ở đây đó là cái bài toán ở thị trường chứng khoán. Đúng chưa? Các anh chị nhìn thấy là chúng ta có các cái dữ liệu, các cái thông tin về các cái mã chứng khoán. Đúng không ạ? Chúng ta có các cái lịch sử giao dịch của nó. Rồi sau là các yếu tố tác động. Bao giờ thế cái người chơi chứng khoán? Và chúng ta cần cái làm sao một cái quyết định là đứng ở trong cái mớ gọi là đống hỗn độn về cái dữ liệu chứng khoán này. Làm thế nào tôi phải mua được cái cổ phiếu hay cái mã chứng khoán nào mà nó phải có làm sao có lợi nhất. Nếu chúng ta mua cái anh nào có giá trị thặng dư cao ấy, thì chúng ta nhanh giàu. Nhưng mà cũng có nhiều anh, phần lớn những người mới chứng khoán gặp phải đó là chuyên bị làm sao bán nhà. Đấy. Vậy thế thì chúng ta đặt ra cái câu hỏi chứng khoán này nó có quy luật hay không, thì khẳng định với nhau
thị trường chứng khoán nó có quy luật. Vậy làm thế nào để chúng ta tìm ra được cái làm sao quy luật đấy? Đấy là một cái bài toán hoàn toàn đồng sao và khác đấy. Do vậy thì các anh chị cũng thấy được là chúng ta cũng làm sao lựa chọn một trong những cái cách thức nào đó để chúng ta tìm ra quy luật đấy. Hay là cái tình huống thứ hai các anh chị gặp phải ở đây tôi có đấy, đó là chúng ta thấy là chúng ta có cái một bài toán, đó là bài toán mà chúng ta xem là cái thuế thu nhập cá nhân của một người. Chúng ta thấy là chúng ta tìm xem là cái một cái người nào đó có khả năng trốn thuế hay không trốn thuế. Thực ra thì các anh chị nghe thấy là các nước châu Âu hay các nước phát triển ấy, cái việc làm sao nộp thuế thu nhập cá nhân nó là cái nghĩa vụ. Và người ta cũng thấy là có rất nhiều, nhưng mà cũng có rất nhiều cái đối tượng mà chúng ta thấy là trốn thuế. Trốn thuế thì người ta, các anh chị thấy được là người ta hoàn toàn ở nước ngoài là có thể làm sao, nó có thể bỏ tù. Đấy, bỏ tù. Và vậy thì cái việc bỏ tù này thì các anh chị thấy được là người nó cũng làm sao, là một trong những cái yếu tố tương đối là quan trọng. Vậy thì cái bài toán này, làm thế nào về phía quản lý nhà nước, làm thế nào để chúng ta làm sao phát hiện ra một người trốn thuế. Các chị hình dung là như này ạ, cái bài toán thuế nó không đơn giản là cái việc từ từ tôi giải đáp một bạn. Quang ơi, Nguyễn Quang, em xem chứ các bạn vẫn điểm danh được bình thường đây này. Vâng, nhưng của em vào link thì nó không hiện được phần điểm danh. Tôi chịu, vì bây giờ tôi thấy là đây này, các bạn trong lớp điểm danh tương đối là nhiều này, Đào Tuấn Anh. Các bạn điểm danh, có danh sách điểm danh ở đây rồi này. Chứ có phải là hiện tại đấy 24 bạn. Chỉ còn có vài bạn là không điểm danh thôi. Em là gì? Em là Nguyễn Quang Dũng ạ. Nguyễn Quang Dũng. Thế thời mấy bạn các 61 của em cũng chưa ai điểm danh được. Tôi chịu, vì ở đây là trên phần mềm của nhà trường, tôi thấy các bạn gần như điểm danh hết. Còn mấy anh như Mai Ngọc Duy này, Lê Văn Khải này, Đặng Công Minh nè, Vũ Văn Minh nè, đấy chỉ còn vài mấy anh. Nhìn hay Hoàng Anh Tuấn nè,
Trương Minh Tuấn này, Phan Thế Tùng này, Phạm Tuấn Vũ này, thế thôi chứ làm gì có anh nào. Các anh thứ nhất là các anh chưa vào lớp. Thưa thầy là em thấy bên em là điểm danh rồi, nó ghi đăng rồi ạ. Em tên là gì? Em tên là Vũ Văn Minh ạ. Vũ Văn Minh. Ờ, bạn ơi, cái đấy là bên màn hình ngoài thôi. Bạn bây giờ bạn phải bấm vào cái chữ điểm danh sinh viên đấy để nó chuyển sang cái màn hình bên trong. Nó ghi là Vũ bạn, Văn Minh vẫn chưa điểm danh thật. Bạn không thể tự ghi danh vào khóa học này. Các bạn đều có ơ cao hết rồi. À, vừa có cái ơ cao, cái phát lúc nãy tôi gửi rồi. Thôi rồi, chúng ta chỉ dừng ở cái đấy ở đây thôi. Cần mấy anh không điểm danh được tên là gì để tôi ép vào danh sách lớp, anh gửi cho tôi cái địa chỉ mail. Xin lỗi các bạn nhé, tôi giải quyết cái buổi đầu tiên cho các bạn này cái ra để ép vào danh sách lớp. Hình như anh ấy chưa vào danh sách lớp đúng không? Nay tôi dừng cái chia sẻ đấy. Nào, canh vào danh sách, canh vào đấy, Xuân Đạt. Tôi xử lý một tí để cho anh Đạt ơi, cái địa chỉ mail của anh này đã có chưa? Không tìm thấy. Tài khoản mail của anh. Mail TLU của em. Không sao, của anh này không ghi được vào, không add được vào lớp. Bây giờ còn bao nhiêu bạn điểm danh không được thì thôi rồi. Thì bây giờ chúng ta không mất thời gian chung của lớp nữa. Các bạn vào cái Zalo, các bạn nhờ gửi lại cho tôi cái địa chỉ mail ở trên Zalo trên nhóm lớp. Sau tiết dạy đến chiều tôi add vào trong lớp cho nó xong đi. Bây giờ không mất thời gian của cả lớp nữa nhá. Được không ạ? Alo.
Vì để ở trên cái cửa sổ chat của Zoom này thì tí nữa tắt Zoom nó lại mất luôn. Các anh chị nghe thấy không ạ? Có ạ. Giải quyết như thế được không ạ? Nó chỉ có mấy bạn thôi mà. Ở đây có 91, nó còn khoảng 4-5 bạn. Rồi, bây giờ chúng ta nói đến cái tình huống thứ hai này, là cái tình huống trốn thuế. Các anh chị thấy được là cái việc trốn thuế là có gặp phải rất nhiều, đúng không ạ? Ở bài toán người nước ngoài ấy, thì cái việc trốn thuế này là rất nhiều. Nhưng mà thực ra thì chúng ta vẫn cứ ngẫm nghĩ là cái việc là ở thu nhập thì người ta tính tổng cái số thu nhập. Nhưng mà ở Việt Nam gặp phải một điều như này ạ. Các anh chị thu nhập bằng tiền mặt rất nhiều. Và cái việc các anh chị thấy là có rất nhiều trường hợp là cũng người ta trốn thuế bằng rất nhiều thứ khác nhau. Từ việc làm sao khai cái gian lận, trong cái việc làm sao khai những cái khoản thu nhập phải chịu thuế sang cái khoản thu nhập không phải chịu thuế, vân vân, để nó làm sao giảm bớt đi. Các anh chị hình dung là đối với thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam thì nó có từ mức từ 0 đến 35%. 35% có nghĩa là anh làm 100.000 thì anh phải đóng thuế cho nhà nước là 35.000. Do vậy thì các anh chị thấy là cái, và như vậy thì cái khoản tiền đóng thuế nó tương đối là làm sao là nhiều. Nên đến người ta mới nghĩ đến cái rất nhiều cách khác nhau để thực hiện cái việc làm sao trục lợi cái thuế thu nhập. Vậy thì chúng ta có cái dữ liệu về cái việc thu nhập của người này rồi, ở các đơn vị khác nhau thông qua cái mã số thuế. Làm thế nào để chúng ta phải kiểm soát được cái việc là cái việc khai của người này nó có chính xác hay không, và việc người ta nộp thuế đã đủ hay chưa đủ. Thế thì mấy năm gần đây thì các anh chị thấy được là cái việc là chúng ta, người ta làm rất chặt cái việc làm sao nộp thuế, và có người ta luôn luôn gửi các cái thông báo thuế về cơ quan, về những cái trường hợp làm sao chưa nộp thuế. Thì đấy là một trong những cái mà người ta cũng làm sao sử dụng tương đối nhiều để thực hiện cái việc làm sao đảm bảo cái việc là thu thuế cho nó làm sao phù hợp. Thì đây là cái bài toán. Vậy cái câu chuyện khai phá dữ liệu ở đây chúng ta làm cái gì? Đó là chúng ta đi tìm ra những cái mánh khóe của những người trốn thuế, để làm sao để kiểm tra những người còn lại, xem người ta có trốn, sử dụng những cái đặc trưng đấy để xem người ta có trốn hay làm sao không trốn. Đấy là một trong những cái bài toán mà chúng ta cũng làm sao gặp phải từ khai phá dữ liệu. Đấy là cái tình huống thứ hai. Cái tình huống thứ ba đó là các anh chị gặp phải như này. Các anh chị đặt ra cái câu hỏi là có bao giờ mình đi siêu thị mình có đặt ra câu hỏi vì sao các mặt hàng này được sắp xếp gần nhau mà những mặt hàng kia lại không sắp xếp gần nhau? Các anh chị nào đặt ra câu hỏi đấy không ạ? Anh Phạm Mạnh Cường có đặt ra câu hỏi đấy không? Anh chưa bật mic. Chưa. Đấy. Cái bài toán vì sao mà chúng ta đấy là cái tương tự như bài toán này. Các anh chị thấy là các anh chị sử dụng các phần mềm, chúng ta có các menu, đúng không ạ? Các anh chị có đặt ra câu hỏi vì sao các tính năng này nó được đặt cùng trong một menu, mà hoặc là trên cùng một menu thì anh này đặt trước anh kia đặt sau? Có đặt ra cái câu hỏi đấy không ạ? Anh Trịnh Vũ Anh Tuấn. Dạ. Em sử dụng
em đi siêu thị em sử dụng em thấy là vì sao các mặt hàng người ta đặt gần nhau. Cái thứ hai, em sử dụng menu, em thấy là vì sao mà lại sắp xếp các cái chức năng nó lại làm sao gần nhau, hay là thứ tự của các chức năng nó cũng lại có sự làm sao sắp xếp như thế. Em thưa thầy, tại tại vì kiểu nếu mà sắp xếp thế thì người dùng có thể gọi là khi mà dùng một cái này thì người ta sẽ dùng thêm một cái mà ở gần đấy luôn, thì nó tiện cho người dùng luôn. Tiện cho người dùng luôn. Tiện cho người dùng ở góc độ như nào? Nghĩa là ví dụ như là ở ví dụ siêu thị ấy, nghĩa là bây giờ mình mua bánh mì chẳng hạn thì người ta có thể để bơ ở bên cạnh, thì người tiêu dùng có thể sẽ mua thêm cả bơ luôn để làm bánh mì bơ luôn. Thế làm sao người ta biết thì... thế thì sao người ta không xếp là bánh mì thì không phải là cạnh bơ mà là cạnh gì nhỉ? Bánh mì cạnh gọi là gì nhỉ? Mì chính. Để theo em là có lẽ là đó dựa vào cái kinh nghiệm bán hàng, những người bán kinh hàng nghiệm đó. Bán hàng. Những người bán hàng người ta đã có thể nhìn thấy khi mà người tiêu dùng người ta thường hay mua những nhóm mặt hàng này, thì người ta sẽ sắp xếp những cái mặt hàng mà người ta thường hay mua cùng với nhau ở gần nhau. Cái kinh nghiệm đấy thì em trả lời nó gần đúng, vì thực tế là nó cái kinh nghiệm đấy thì nó không phải là kinh nghiệm của người bán hàng, mà cái kinh nghiệm đấy là cái kinh nghiệm từ cái việc làm sao thống kê từ những cái hóa đơn mua hàng của làm sao của khách hàng. Em hiểu không? Chẳng hạn người ta thống kê cái gì nó phải có bằng cái phân tích khoa học. Người ta chẳng hạn người ta thống kê chẳng hạn có 100 cái đơn hàng, nhưng có khoảng 60 cái đơn hàng người ta mua sữa, ta mua bánh mì, đồng thời người ta cũng mua sữa. Nhưng trong 100 đơn hàng đấy thì có thể là có 80 cái đơn hàng mua sữa, nhưng và như vậy thì sẽ có 60 đơn hàng là vừa mua sữa vừa bánh mì, còn 80 đơn hàng thì trong đó có 20 đơn hàng chỉ mua sữa và không mua bánh mì. Vậy thì chúng ta nhìn thấy được là cái mối quan hệ giữa bánh mì với làm sao sữa, cứ ai mua bánh mì thì người ta đều mua sữa. Do vậy thì khi đó người ta phải sắp xếp cái anh bánh mì gần với anh làm sao sữa, để cho khách hàng đấy tìm kiếm, khi người ta mua bánh mì rồi người ta tìm kiếm sữa, loại sữa cho nó phù hợp, nó được một cách làm sao nhanh hơn. Và cái bài toán sắp xếp này nó là một cái bài toán mà tính đến cái sự hiệu quả là như này ạ. Đó là làm thế nào là để cho cái người mua hàng ấy người ta tìm kiếm nhanh nhất, và khi đó thì người ta ở trong cái siêu thị của chúng ta cái thời gian là ít nhất, vì cái không gian của siêu thị của chúng ta nó có hạn. Do vậy thì người ta ở trong khoảng thời gian trong siêu thị của chúng ta là ít nhất, thì chúng ta cái mới phục vụ được làm sao nhiều khách hàng nhất, đúng không ạ? Vì chúng ta đến chúng ta thấy là không gian của chúng ta có hạn, mà chúng ta lại cứ làm sao một ông đến khoảng một tiếng mới phục vụ được một khách, cần một cái là chúng ta sắp xếp được thì chỉ mất 5 phút được phục vụ một sách. Vậy thì khi đó một tiếng kia chúng ta phục vụ thêm được làm sao 11 khách nữa. Thì cái bài toán này, bài toán sắp xếp để làm sao tiện lợi nhất cho làm sao khách hàng, và khách hàng khi đó tìm kiếm. Và khi đó thì cái bài toán này là cái bài toán phân tích cái hóa đơn từ làm sao khách hàng. Như bạn vừa nói, đó là cái kinh nghiệm của người bán hàng. Kinh nghiệm người bán hàng được xác định thông qua đâu? Thông qua cái việc làm sao dựa trên cái việc là các khách hàng trước đây mua hàng, để thấy được là cái việc làm sao cái tỷ lệ người ta sử dụng, nghĩa là kết hợp giữa các cái làm sao mặt hàng với nhau đấy. Vậy thì cái bài toán này là cái bài toán mà từ cái đống hỗn độn là cái dữ liệu trước khi mua hàng, thì người ta tìm ra cái tri thức, đó là tìm ra cái mối quan hệ giữa bánh mì với làm sao đường. Vậy thì để khi đó người ta làm sao sắp xếp. Thế thì cái bài toán này nó cũng gặp rất nhiều trong cái tình huống trong cái thế giới thực.
thế giới thực thì các anh chị thấy là các anh chị thấy là những người người ta làm cái công việc nó quen đấy, thì các anh chị thấy là người ta làm, người ta xử lý các cái bước xử lý công việc người ta, thì chúng ta luôn luôn đặt ra câu hỏi, ơ chị ơi vì sao, hay anh ơi vì sao anh lại xử lý các cái thứ tự các cái công việc như này. Thế anh bảo là bằng cái kinh nghiệm của tôi thì thường thì khách hàng sau khi làm công việc này thì người ta sẽ làm công việc tiếp theo. Thế thì vậy thì tôi xử lý những cái trường hợp xử lý như này là sẽ làm sao? Nhanh hơn. Hay là mấy cái cô bán hàng chẳng hạn bán phở ở ngoài những cái quán phở, thì các anh chị thấy là thường thì người ta sẽ đông khách vào khoảng thời gian từ chẳng hạn từ 7 đến 8 giờ. Do vậy thì người ta thường cái kinh nghiệm người ta là toàn bộ cái thời gian từ 7 đến 8 giờ là toàn bộ nhân viên là tập trung chủ yếu vào cho cái bài toán là phục vụ khách hàng. Nhưng mà từ khoảng 9 10 giờ có khi là không có khách. Vậy thì khi đó người ta mới nhân viên mới quay sang cái công việc khác, đó là không phải phục vụ khách hàng mà các cái công việc như chẳng hạn như thái thịt này, hay chuẩn bị cho ngày mai, hay là rửa bát này, hay là từ 4 đến 6 giờ ấy, thì rất ít khách. Vậy thì nhân viên sẽ phục vụ cái công tác chuẩn bị như chẳng hạn có những quán là người ta sẽ làm sao từ việc là cắt chanh với các thứ là phục vụ một cách làm sao đầy đủ rồi. Thì cái đấy cũng là cái từ cái làm sao kinh nghiệm đấy, từ phía đấy. Thì cái bài toán này cũng là cái bài toán làm sao phân tích từ cái làm sao từ cái kinh nghiệm, đó là khách hàng. Và những cái bài toán như này nó người ta đều có thể sử dụng để khai phá dữ liệu. Khai phá dữ liệu là khai phá những cái thông tin trước đó để tìm ra các cái làm sao quy luật đấy. Hay cái tình huống thứ tư đó là cái tình huống mà các anh chị gặp phải trong y tế bây giờ tương đối nhiều, đó là các anh chị thấy là đi khám bệnh bây giờ thì bác sĩ đầu tiên là chỉ đến hỏi vì sao, dạ em bị thế này thế kia, xong bác sĩ mà cẩn thận hơn thì có thăm khám tí, xong rồi sau là viết một loạt các cái làm sao xét nghiệm, đúng không ạ, đi chụp chiếu đi, rồi sau là chụp chiếu đợi kết quả mang về đây làm sao kết luận. Các anh chị đi gặp bệnh viện gặp phải thế đúng không ạ? Vậy thì nhưng mà thực ra thì bác sĩ quay kết luận gì? Nếu bác sĩ chủ yếu về xem kết quả chẳng hạn như chụp hình ảnh nó có kết luận của hình ảnh, xét nghiệm nó có kết luận của làm sao xét nghiệm, bác sĩ tổng hợp những cái kết luận đấy vào và đưa ra kết luận chung và cuối cùng là làm sao bốc thuốc. Và như vậy thì cái bài toán tiếp theo là vậy chẳng hạn như bằng hình ảnh làm thế nào chúng ta biết được là cái vùng nào nó bị bệnh, đúng chưa? Và các anh chị thấy là được như này, bản thân cái anh bác sĩ trực tiếp sau khi anh chả nhìn trên phim anh ấy cũng làm sao kết luận. Vì sao? Vì anh chỉ dựa vào cái kết luận đã có của anh chụp hình ảnh. Vậy thì bây giờ các anh chị thấy là người ta sử dụng các cái công nghệ để trợ giúp cho cái việc là chẩn đoán hình ảnh. Đây là một trong những cái bài toán mà người ta làm nhiều trong lĩnh vực y tế. Vậy thì khi đó thì các cái bài toán trợ giúp hình ảnh này thì chúng ta thấy là người ta làm các cái bài toán chẩn đoán đúng không? Và khi ABM nó vào Việt Nam cái đây trước Covid 2019 thì nó nói đến là với cái bài toán về chẩn đoán hình ảnh trên dựa trên ảnh X quang hay ảnh CT hay ảnh DICOM thì nó bảo nó có thể phát hiện được cái ung thư, cái độ chính xác của ung thư ấy, bằng hình ảnh là nó có thể lên đến làm sao trên 90%, 95%. Nhưng mà các anh chị thấy là các anh chị có đặt ra câu hỏi là vì sao mà khi những người mà có khối u rồi thì chúng ta chụp trên ảnh
X quang hay ảnh cắt lớp hay là ảnh CT, thì người ta vẫn yêu cầu một cái, đó là chúng ta phải làm sao sinh khiết để xem cái khối u đấy là u lành hay làm sao u á. Thế thì cái bài toán ở đây thì đối với cái chẩn đoán hình ảnh, tôi chỉ nhận diện là nó có khối u này có khả năng có các đặc trưng của ung thư, nhưng cái mức độ nó ở độ nào thì nó lại là một bài toán hoàn toàn khác đấy. Chính vì vậy mà có một đặc điểm như này, các anh chị thấy được là người ta nói là trong y tế cái tỷ lệ mà bác sĩ mà chẩn đoán sai nó có thể lên đến 40-50%. Nhưng mà nói thế thì các anh chị lại sợ không dám đi bệnh viện, nhưng mà thực tế nó là vậy. Nhưng mà vì trong bác sĩ chẩn đoán ấy, người ta xác định một bác sĩ chẩn đoán đúng là người bác sĩ phải đưa ra được một cái pháp đồ điều trị phù hợp. Còn cái tỷ lệ mà bác sĩ chẩn đoán đúng vậy thì tôi khẳng định luôn là 100% luôn, bây giờ chả có bác sĩ là chẩn đoán sai vậy. Chỉ có khi nhưng anh biết bệnh rồi, chẳng anh mà đưa ra một cái pháp đồ điều trị nhẹ quá thì chữa mãi bệnh này sẽ không khỏi. Và nhưng đưa ra một cái pháp đồ điều trị mạnh quá thì nó khỏi bệnh này thì nó lại là bị sang bệnh khác. Vì mọi cái thuốc Tây sử dụng, chúng ta sử dụng đều ảnh hưởng đến làm sao cơ thể, sức khỏe. Do vậy thì các anh chị thấy được, và một bác sĩ giỏi là một bác sĩ mà chẩn đoán đúng ấy, thì là phải đưa ra được một cái pháp đồ điều trị phù hợp, là không nhẹ quá, không mạnh quá. Thì khi đó cái tỷ lệ đấy thì các anh chị thấy là chúng ta thấy là cái số lượng bác sĩ làm được như thế thì nó không thực sự là làm sao là nhiều đấy. Chính vì vậy mà trong y người ta không tính độ chính xác mà người ta tính là độ nhạy, độ đặc hiệu đấy, các anh chị chú ý thế. Do vậy thì các anh chị ở đây rất nhiều anh chị đã học cái môn học máy rồi, chúng ta thấy là chúng ta cứ gì nhờ mỗi bài toán thì chúng ta cũng đều sử dụng các cái độ đo đánh giá. Chẳng hạn như tôi thấy là tôi hỏi vấn đáp, thỉnh thoảng hỏi vấn đáp hỏi Khoa tí, vì sao cái bài toán này em lại sử dụng cái độ đo là Acuci, bài toán kia vậy vì sao em lại sử dụng Zicon. Vậy thì có những anh bài toán hồi quy nhưng mà sử dụng Acuci, vậy thì tôi lấy chẳng hạn người ta vào dự báo nhiệt độ chẳng hạn ngày hôm nay là 36 độ. Nhưng mà chúng ta làm dự báo là 35,99. Vậy thì nếu mà sử dụng Acuci mà so sánh chính xác ấy, thì hai cái kết quả này là khác nhau. Vậy thì nó sẽ trả về giá trị là gì? Là phôn. Vậy thì cái độ đo Acuci đấy trong trường hợp này đã đúng hay chưa? Hay vì thế thì chúng ta phải sử dụng các cái độ đo là đánh giá sai số, chẳng hạn RMSE, RMAE để chúng ta thực hiện cái việc làm sao đánh giá. Vậy thì cái kết quả dự báo của chúng ta có sai số là 0.001 chẳng hạn, như thế thì nó sẽ làm sao phù hợp hơn đấy. Thì đấy là cái tùy từng làm sao bài toán, nên là rất nhiều người khi làm thì thầy dạy có từng này độ đo đánh giá thì em chả biết được, em thấy cứ chạy quay ca nó ra kết quả độ đo này là em thấy độ đo là em đưa vào, nhưng mà hỏi ý nghĩa nó như nào thì em chịu. Thế thì cũng đấy là một trong những cái vấn đề mà khi chúng ta làm về các cái bài toán về khai phá dữ liệu chúng ta phải làm sao chú ý. Như vậy thì các anh chị thấy được là với các cái công cụ khai phá dữ liệu thì mục đích của nó là khai thác các cái cơ sở dữ liệu để tìm ra gì? Tìm ra cái tri thức từ nó. Đó là chúng ta đi làm sao mà chúng ta khai thác để chúng ta tìm ra được các cái đặc trưng, tìm ra được cái quy luật. Đấy. Và cái bài toán này, cái bài toán mà các anh chị thấy ứng dụng rất nhiều. Chẳng hạn như các anh chị thấy là Facebook của các anh chị, không hiểu ở đây có anh chị nào không sử dụng Facebook không ạ? Anh Hiếu, Nguyễn Trung Hiếu có sử dụng Facebook bao giờ chưa?
Thế thì bây giờ anh thấy như này này, cái bài toán Facebook ngày xưa ấy, khi các anh chị đưa một cái bức ảnh lên thì các anh chị phải tìm xem là cái bức ảnh này có ông A, bạn A, bạn B, bạn C, sau đấy chúng ta làm sao tag cái tên bạn ấy vào. Nhưng Facebook bây giờ thì các anh chị thấy là nó sẽ tự động nó tìm. Chẳng hạn cái ảnh mà bạn anh Thắng anh post lên, có mặt anh Hiếu, có mặt anh Duy Anh, thế thì nó sẽ tự động nó tìm đến cái link của anh Hiếu và anh làm sao Duy Anh nó tag vào. Vậy cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào nó biết? Anh Hiếu có biết không ạ? Không, anh nhận diện khuôn mặt. Nó nhận diện khuôn mặt. Nhận diện khuôn mặt. Rồi, vậy thì làm thế nào nó nhận diện được khuôn mặt? Vì nó, bây giờ chúng ta phải xuất phát từ bài toán thông thường. Nếu anh Thắng với anh Duy Anh chưa gặp nhau bao giờ, đúng không? Thế thì anh Thắng có biết anh này tên là Duy Anh không? Không, đúng chưa? Và khi chỉ khi mà tôi gặp anh Thắng, anh gặp anh Duy Anh vài ba lần, anh nhớ được khuôn mặt anh Duy Anh, đúng không ạ? Thế thì khi anh gặp anh Duy Anh thì anh mới nhận diện được là đây là anh Duy Anh, đúng chưa? Vậy thì mà vậy thì trong khai phá dữ liệu cũng vậy. Vậy thì khi chúng ta muốn nhận diện được khuôn mặt, đúng không ạ? Thế thì chúng ta phải biết được cái làm sao cái khuôn mặt của đối tượng đó, đúng chưa? Và biết được, nhưng mà trong cái mớ dữ liệu của chúng ta có nhiều hay ít ạ? Theo anh Hào. Dạ. Dữ liệu của chúng ta có nhiều hay ít ạ? Nhiều. Đúng rồi. Vì Facebook bây giờ nó có gì nhờ hàng tỷ người làm sao sử dụng, đúng không ạ? Và cái bức ảnh nó ảnh thì nó có rất nhiều. Vậy thì làm thế nào để tôi biết được là nó vẫn gán chính xác được là ảnh đưa lên gán chính xác được nhãn đó là của nickname nào, đúng không ạ? Vậy thì đấy chính là cái bài toán mà người ta làm ở trong khai phá dữ liệu, đó là người ta phải tìm ra cái đặc trưng của cái làm sao của đối tượng. Chẳng hạn như đặc trưng của anh Duy Anh là gì, đúng không ạ? Mặt tròn, đẹp trai, đấy, hay vân vân, đấy. Thế thì khi đó nó phải dựa vào các cái đặc trưng đấy thì để nó làm sao nó tìm, đúng không ạ? Khi một bức ảnh đưa lên nó tìm đúng cái làm sao cái link đấy. Đấy, đấy là cái bài toán của cái anh làm sao làm về làm sao khai phá dữ liệu. Vậy vậy thì một cái bài toán khai phá dữ liệu tổng thể ấy, thì nó sẽ làm từ cái việc làm sao, đầu tiên là bây giờ các anh chị thấy là các công ty nó đua nhau trong cái việc là thu thập thông tin. Thu thập thông tin rồi ấy, mà chúng ta không làm gì ấy, thì chúng ta thấy là chúng ta đứng trên cái đống vàng mà chúng ta chả biết là bên dưới nó có làm sao có vàng, đúng không? Thế thì cái bài toán thứ hai đó là chúng ta phải phân tích được cái thông tin đấy để chúng ta tìm ra được làm sao quy luật, đúng không? Phân tích thông tin rồi chúng ta tìm ra quy luật rồi, vậy thì chúng ta phải làm sao ứng dụng nó. Đấy là ba cái pha rất chi là quan trọng của bài toán khai phá dữ liệu. Ứng dụng, cái bài toán ứng dụng ấy là cái bài toán mà nó ra tiền, đúng không? Đấy. Vậy thì bây giờ các anh chị nhìn thấy như này, cái bài toán mà các anh chị thấy là trên Facebook các anh chị sử dụng free không mất tiền, nhưng các anh chị thấy là để duy trì được hệ thống Facebook đấy người ta tốn cũng rất nhiều tiền. Các anh chị có đồng ý với tôi như thế không ạ? Anh Cường, anh sử dụng Facebook có mất tiền không? Dạ không. Nhưng mà để duy trì hệ thống Facebook đấy anh nghĩ nó có mất tiền không? Dạ có ạ. Có mất tiền. Vậy thì cái câu trả lời là ai là người trả tiền cho cái việc duy trì đấy? Đấy, chính là cái bài toán ứng dụng, đúng chưa? Và cái việc người ta cho chúng ta sử dụng free đấy để người ta thu thập thông tin,
thu thập thông tin bằng cách gì? Vậy thì người ta sẽ ứng dụng trả tiền bằng cách gì? Đó là người ta sẽ thu tiền từ những nhà làm sao? Quảng cáo. Đúng chưa? Quảng cáo. Vậy thì các anh chị thấy được là như này. Các anh chị cần search một cái từ khóa tìm kiếm. Chẳng hạn anh Cường, anh hôm nay anh muốn mua cho người yêu một cái máy. Anh chỉ search ở trên Google thôi. Thế thì các anh chị thấy là chỉ trong vòng khoảng 5-10 phút sau ấy, trên cái Facebook của anh ấy tràn ngập các cái thể loại váy để anh ấy làm sao lựa chọn. Và người ta tính được là chẳng hạn người ta quảng cáo, có những trường hợp người ta chỉ chấp nhận 1.000 lần quảng cáo đấy, nhưng mà chỉ cần một người mua thôi người ta vẫn đã có làm sao có lại đấy. Thế đấy, thế thì dẫn đến đấy là cái mà đấy là cái ứng dụng, mà cái ứng dụng đấy nó mới tạo ra làm sao giá trị. Nhưng cái bài toán đặt ra câu hỏi đây, vậy thì anh không có thông tin thì làm sao anh biết được anh Cường anh đi tìm làm sao tìm váy cho người yêu, đúng chưa? Đấy, vậy thì để biết được thông tin thì chúng ta thấy là cái bài toán đây là không phải là tự nhiên nó cho chúng ta sử dụng một cách làm sao miễn phí mà chúng ta không được gì. Người ta chính là cái bài toán người ta thu thập thông tin. Đấy, đấy, đấy. Thế thì ở đây tôi muốn nói đến cái khi nói đến cái bài toán khai phá dữ liệu, người ta có ba cái lớp bài toán. Một, các anh chị nhớ là người ta thu thập thông tin. Hai, là người ta phân tích thông tin. Và cái thứ ba, người ta ứng dụng và khai thác thông tin. Đấy là ba cái. Và cái lượng thông tin ý, thì các anh chị thấy là ngày càng nhiều. Và cái bài toán người ta nói đến là các cái công ty công nghệ thông tin bây giờ ý, là ai có nhiều thông tin thì người sẽ làm sao? Sẽ chiến thắng. Do vậy thì các công ty bây giờ càng lớn, bây giờ người ta không đổ xô chạy về công nghệ nhiều lắm. Vì công nghệ thì thực ra thì nó hỗ trợ đến ở một cái mức nào đó thì nó làm sao bão hòa. Nhưng mà ai mà có nhiều thông tin thì người ấy sẽ làm sao là chiến thắng. Có nghĩa là nó bây giờ các công ty công nghệ thông tin, các anh chị thấy là ở đâu thế nó đều thu thập cái thông tin cho chúng ta. Thu thập thông tin của chúng ta. Chẳng hạn các anh chị đến sân bay thôi, các anh chị muốn đăng nhập wifi miễn phí, anh cứ tưởng là miễn phí nhưng anh phải cung cấp cái làm sao nó số điện thoại cho tôi chẳng hạn. Thì đấy là cái mà chúng ta đang làm sao mất thông tin. Hay anh cung cấp cho tôi một số cái thông tin cá nhân. Đấy, thế thì khi đó thì cái thông tin cá nhân đấy tôi sẽ phục vụ vào việc khác. Và nó sẽ là cái mà để họ làm sao nó lại quay trở lại trả tiền cho tôi bằng cách là để tôi làm sao trả tiền cho anh sử dụng làm sao wifi free đấy. Đấy, tôi lấy ví dụ chẳng hạn cái bài toán rất đơn giản thôi. Khi các anh chị đi sân bay, mỗi khu vực là một cái chuyến bay. Chẳng hạn cái chuyến bay này là ngồi từ giờ này đến giờ này là phục vụ cho khách hàng bay từ Nội Bài vào thành phố Tân Nhất, từ sân bay Nội Bài vào sân bay Tân Nhất. Vậy thì những khách hàng mà truy cập wifi ở cái khu vực này trong khoảng thời gian này sẽ là những khách hàng sẽ bay vào sân bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì tôi chỉ cần thu thập thông tin cái số điện thoại thôi, tôi sẽ bán lại cái số điện thoại đấy cho mấy anh Grab ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và các anh chị chưa đặt chân xuống sân bay, máy bay vừa hạ cánh, các anh chị bật máy tính bật điện thoại lên là có người nhà gọi alo, anh là Nguyễn Duy Anh à, anh bay từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, anh có nhu cầu đến vị trí nào trong ấy thì em là người nhà đến đón. Rất chi là các anh chị hình dung à, thì đấy là cái mà người ta bán dữ liệu đấy ạ, để thu lại làm sao tiền. Đấy, đấy là cái mà người ta khai thác. Vậy thì ở đây thì đấy là cách mà tiếp cận trong cái việc làm sao của các cái bài toán về khai phá dữ liệu, luôn luôn tìm ra những cái tri thức mới để tư vấn đưa ra các cái quyết định. Đấy.
Vậy thì cái bài toán của chúng ta ấy, bây giờ là chúng ta luôn luôn chúng ta làm cái dữ liệu của chúng ta trong rất nhiều các bài toán, chúng ta có rất nhiều. Những cái bài toán làm thế nào để chúng ta tìm ra được mối quan hệ của nó, đó là bài toán về thông tin. Thì các anh chị thấy được là xu hướng vì sao cái câu chuyện này là cái câu chuyện mà tôi cũng muốn giải thích với các anh chị. Các anh chị không biết, các anh chị có đặt ra cái câu hỏi là vì sao mà trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây, công nghệ thông tin của chúng ta nó nhiều việc làm như thế và nó thu hút được nhiều người như thế. Không biết là các anh chị có đặt ra câu hỏi như thế không? Vậy thì hay là các việc làm đấy nó chỉ là các việc làm ảo, sau một khoảng thời gian nữa thì nó sẽ không còn việc làm của công nghệ thông tin. Có anh nào theo anh chẳng hạn như anh Hoàng Tuấn Nam xem nào. Bạn Hoàng Tuấn Nam có đây không? Dạ. Theo anh vì sao? Em thì tương lai vẫn có định phát triển nhưng mà yêu cầu sẽ cao hơn. Không, cái yêu cầu nó khác. Cái vị trí việc làm công nghệ thông tin ở trên ngoài xã hội ấy, vì sao mà nó nhiều? À, vì sau phát triển thì cũng yêu cầu về nguồn nhân lực có thể có khả năng về công nghệ thông tin nó sẽ nhiều hơn. Nói chung là anh cứ trả lời là con gà quả trứng. Bạn phải biết được là vậy thì công nghệ thông tin chúng ta làm cái gì? Mà bao giờ bạn đặt ra cái câu hỏi là cái công nghệ thông tin của chúng ta làm cái gì mà để nó có nhiều vị trí việc làm như thế? Đúng chưa? Bạn đặt ra câu hỏi thế. Thế thì công nghệ thông tin của chúng ta là cái cơ sở, là cái nền tảng để cho các cái ngành ứng dụng. Do vậy thì chúng ta luôn luôn là người phục vụ, là người mà trợ giúp cho các lĩnh vực khác phát triển. Chúng ta thấy là người ta không có công nghệ thông tin, người ta có làm được không? Câu trả lời là làm được. Nhưng cái hiệu suất nó chưa gì? Chưa cao. Chưa cao. Cái bài toán, vậy thì khi chúng ta không có công nghệ thông tin, người ta có thể tìm ra thông tin từ chính cái làm sao dữ liệu của người ta hay không? Cái câu trả lời là có. Nhưng bình thường nếu có máy làm ấy, thì tôi chỉ mất khoảng 5-7 phút. Nhưng nếu không có máy thì chúng ta đấy là chúng ta ngồi phải mất gì là nửa tháng mới xong. Đó là các anh chị thấy là có máy chúng ta tìm kiếm chỉ mất gì nhờ 1-2 phút là xong. Không có máy các khi chúng ta tìm kiếm mất làm sao cả buổi. Đấy, đấy. Vậy thì các anh chị thấy được là cái vai trò của công nghệ thông tin, nó là cái vai trò mà chúng ta thấy là nó cung cấp thông tin từ cho các em phân tích thông tin cho các ngành, các lĩnh vực khác. Do vậy thì cái khối lượng công việc của anh làm về công nghệ thông tin này nó làm sao? Cái bài toán mà cung cấp thông tin này nó làm sao? Tương đối là gì? Tương đối là nhiều. Đấy, đấy, đấy là cái mà chúng ta gặp phải đối với anh, đối với những người làm sao công nghệ thông tin. Đấy. Rồi, bây giờ là 8:56. Các anh chị nghỉ giải lao thôi rồi, đến 9:05 thì chúng ta quay trở lại học tiếp. Thầy chưa hỏi là mấy bạn sau rồi. Nói đi hả? Mấy bạn mà chưa được add vào lớp thì bọn em điểm danh sau rồi. Các bạn gì nhờ gửi thì mail qua cái group trên Zalo ngay thời điểm này. Tôi tính thời điểm này để cho các bạn điểm danh. Bọn em gửi rồi ạ.
Rồi, chúng ta quay trở lại. Alo. Rồi, chúng ta quay trở lại. Vậy thì cái bài toán mà ở đây các anh chị thấy được đó là chúng ta với công nghệ thông tin, chúng ta là cái ngành khoa học mà để cho các ngành khoa học khác ứng dụng. Và chúng ta khi đối với các ngành khoa học khác, người ta là cái người mà có dữ liệu và chúng ta chỉ là người mà thực hiện cái việc làm sao đi tìm. Cái quan trọng là chúng ta đi tìm cái thông tin từ dữ liệu đấy. Đấy, đấy là cái mà chúng ta thấy là cái xu hướng bây giờ. Đấy. Vậy thì ở đây khai phá dữ liệu, cái bài toán khai phá dữ liệu là cái bài toán là gì? Nó thực hiện cái việc làm sao? Là một cái lĩnh vực mà nó tự động để nó trích xuất ra, hay là tự động để nó tìm kiếm ra các cái làm sao? Các cái tri thức hay các cái thông tin tiềm ẩn từ trong dữ liệu. Đấy. Và khi đó thì cái đối với khai phá dữ liệu, người ta sẽ tự động tìm ra những cái quy luật, những cái cách thức để thực hiện cái việc làm sao trao đổi để giữa làm sao người dùng. Và khi đó thì đối với khai phá dữ liệu, người ta sẽ mang lại cho người dùng những cái công cụ, những cái phương pháp mà trước đây người ta phải thực hiện một cách thủ công thì bây giờ nó được thực hiện một cách làm sao tự động. Đấy, đấy là cái giá trị của làm sao khai phá dữ liệu. Và cái đối với cái mà chúng ta học, mà chúng ta nghiên cứu nhiều trước đây trong các cái bài toán khác, đó là làm nào chúng ta đi xây dựng được cơ sở dữ liệu và làm nào để chúng ta làm sao tổ chức quản lý dữ liệu cho nó tốt. Nhưng mà cái xu hướng phát triển của công nghệ thông tin và cái xu hướng phát triển cách mạng công nghiệp lần thứ tư là chúng ta đã tổ chức dữ liệu tốt rồi, chúng ta đã lưu trữ dữ liệu được rồi, thế làm thế nào để chúng ta làm sao phân tích khai thác dữ liệu được làm sao được tốt, thì đấy là cái bài toán mà của khai phá dữ liệu. Thế thì người ta sử dụng các cái cách thức, các cái tri thức từ các cái như trí tuệ nhân tạo, học máy ấy, hay lý thuyết xác suất vân vân, để người ta làm sao thực hiện việc làm sao tính và phân tích cái khả năng để tìm ra cái làm sao quy luật. Đấy. Thế thì có nhiều quan điểm khác nhau về khai phá dữ liệu. Có người nói đến là khai phá dữ liệu ấy là cái bài toán mà người ta chỉ có việc là gì nhỉ? Bây giờ chúng ta có cái dữ liệu đấy, chúng ta đi tìm cái dữ liệu mà chúng ta cần tìm. Đấy là người ta. Thế thì khi đó thì cái bài toán này là cái bài toán mà người ta gọi là đào mỏ. Nghĩa là chúng ta y hệt như đó là chúng ta đi tìm cái nguồn tài nguyên, đúng không ạ? Đi tìm nguồn tài nguyên. Thế thì khi đó chúng ta tự động, chúng ta thấy là ở trên thế giới hay là dưới lòng đất, chúng ta có rất nhiều các cái tài nguyên khoáng sản khác nhau. Làm nào để chúng ta đi tìm được đúng cái tài nguyên mà chúng ta làm sao mong muốn, cả như tìm vàng hay tìm làm sao dầu đấy, hay tìm làm sao các cái mỏ quặng này quặng kia. Thì đấy là cái bài toán đi làm sao tìm kiếm. Nhưng nó cũng lại có một cái khía cạnh, cái quan điểm của cái người làm khai phá dữ liệu là khác. Đó là dữ liệu nào tôi thấy cũng tốt, nhưng tôi thấy là vì tự nhiên làm sao nó sống được với nhau, vậy thì tôi phải đi tìm cái gì, tìm cái mối quan hệ giữa chúng. Thì đấy là cũng là một cái tư tưởng, là một cái ý tưởng mà người ta nói đến cái cách thức khi người ta nhìn nhận về cái khía cạnh, cái quan điểm về khai phá dữ liệu. Thế thì chúng ta nhìn thấy chẳng hạn như anh Cường, anh nhìn thấy một cái cô bé, ủa cái bé này nó xấu thế này mà nó cũng làm sao có người yêu. Thực ra thì trong mắt anh Cường nó xấu, nhưng mà trong cái mắt anh A nào đó, ui cô ấy xinh. Đấy. Thế thì vấn đề ở đây là chúng ta cái khía cạnh thứ hai, đó là
với khai phá dữ liệu, đó là chúng làm sao mà cái anh A kia nhìn thấy cô xin, vì anh ấy làm sao anh ấy lại khai thác ở một cái góc độ khác, và khi đó thì người ta tìm được cái làm sao cái mối quan hệ đấy, mối quan hệ giữa các cái làm sao dữ liệu với nhau đấy. Thế thì đấy, nhưng cái chị nhiều người thì lại nhầm hiểu hai cái bài toán này, cách thức xử lý nó như nhau, nhưng không phải đâu ạ. Hai bài toán này trong với những người làm về về học máy, những người làm về khai phá dữ liệu mà có kinh nghiệm, thì hai bài toán này là hai hướng tiếp cận hoàn toàn khác nhau. Một cái hướng tiếp cận là chúng ta đi tìm cái mẫu, một cái hướng tiếp cận là tôi đi tìm tri thức. Hai cái. Chính vì vậy mà trong cái từ khai phá dữ liệu, thế thì có rất nhiều các tài liệu. Đầu tiên là người ta nói đến cái quy trình để chúng ta đi tìm tri thức, người gọi là khai phá tri thức từ làm sao dữ liệu. Thì đấy là một cái hướng tiếp cận thứ hai. Và cái hướng tiếp cận này là cái hướng tiếp cận mà chính trong các cái bài toán khai phá dữ liệu. Còn cái hướng tiếp cận mà như mới tôi nói, đó là đi tìm kiếm một cái làm sao đối tượng, tìm kiếm một cái thành phần hay tìm kiếm một cái mẫu trong lượng dữ liệu, đó là bài toán nhận dạng mẫu. Thì bài toán này là cái bài toán mà thực tế thì nó áp dụng với khai phá dữ liệu để nó thực hiện tăng hiệu suất lên thôi, tăng hiệu suất lên. Nó như kiểu bài toán tìm kiếm này, các anh chị học trong cái môn trí tuệ nhân tạo rồi, thì đầu tiên là chúng ta có tìm kiếm mù. Như cái bài toán tìm kiếm mù ấy thì gặp phải như này, đó là không phải lúc nào nó cũng làm sao nó tìm kiếm ok được. Có các anh chị thấy là có người ta, nếu chúng ta tìm kiếm một quyển vở thì trong khoảng 7 quyển vở thì chúng ta cứ lần lượt dở hết quyển này đến quyển kia thì nó chỉ mất khoảng 5-7 phút thôi. Nhưng nếu chúng ta vẫn tìm kiếm cái quyển vở đấy, nhưng trong cái trong cái dữ liệu là chẳng hạn thư viện của trường, có khi chúng ta làm mất nửa ngày, nhưng mà hoặc khoảng vài ngày. Nhưng mà nếu chúng ta tìm kiếm mà ở trong thư viện quốc gia thì chúng ta mất vài tháng. Vậy thì các anh chị thấy là nếu mà tìm kiếm một cái quyển sách hay một quyển vở thôi mà mất vài tháng, thì chúng ta thấy là cái thời gian thực nó không cho phép, bài toán thực tế không cho phép. Vậy thì người ta cần đưa ra các kỹ thuật tìm kiếm nào đó cho nó làm sao nhanh hơn, thì cái đấy người ta cũng có thể gọi là cái bài toán khai phá dữ liệu. Thế thì chúng ta thấy là chúng ta có các phương pháp tìm kiếm như heuristic, là tìm kiếm dựa trên kinh nghiệm. Chẳng hạn tôi biết được cái quy luật sắp xếp các cái quyển sách, các quyển vở trong thư viện. Vậy thì khi đó tôi sẽ làm sao, tôi tìm cái quyển sách này, thì cái quyển sách này nó thuộc thể loại nào, thì tôi đến chỉ cái khu vực mà chứa sách ở thể loại đấy, khi đó tôi tìm kiếm sẽ làm sao nhanh hơn rất nhiều đấy. Thế thì cái khi đó thì cái đó là cái bài toán mà người ta gọi là có cái làm sao cái kinh nghiệm trong quá trình làm sao tìm kiếm đấy. Thế thì đấy là cái mà các anh chị thấy được là cái hướng tiếp cận trong khai phá dữ liệu. Thế thì đây là một trong những cái mà khi chúng ta làm, tôi nói thật là khi làm khai phá dữ liệu không phải ai cũng phân biệt rõ, và cứ gì nhờ cứ làm thì cứ cái bài toán chẳng hạn như các anh chị học máy thế, có những anh cứ gì nhờ thầy dạy chả hiểu bài toán kiểu gì. Nhưng cứ bài toán nào phải chia thành hai phần, phần training, phần testing. Nhưng cái bài toán học có giám sát thì làm như thế được, nhưng bài toán học không giám sát thì làm gì mà phải chia training với testing. Cứ thực hiện bài toán học không giám sát là tôi đi tìm ra cái đặc trưng của nó. Vậy thì không cần phải chia training và testing, test để làm gì. Đấy, thì đấy là cái hướng tiếp cận. Thế thì cái quy trình của khai phá tri thức, thế đầu tiên là các anh chị thấy là có cái dữ liệu trong từng lĩnh vực, người ta gọi là dữ liệu thô. Sau đấy thì
chúng ta thấy là chúng ta thực hiện việc làm sao? Tìm kiếm, trích chọn cái dữ liệu làm sao? Liên quan đến cái mà chúng ta cần làm sao? Khai phá. À, tìm kiếm xong rồi thì chúng ta tiến hành làm sao? Tiền xử lý nó. Chứ chúng ta tìm kiếm xong ấy, thì chúng ta thấy là nó rất khó để chúng ta làm sao? Làm được ngay. Vậy thì chúng ta tiền xử lý xong thì chúng ta thực hiện việc làm sao? Biến đổi dữ liệu. Biến đổi dữ liệu về một cái làm sao? Định dạng. Hay là chúng ta vẫn nói đến là chúng ta đưa dữ liệu làm sao mà để cho nó chạy được chương trình. Và chương trình. Tiếp theo là chúng ta lại sử dụng các cái phương pháp về khai phá dữ liệu để chúng ta tìm ra cái tri thức của nó. Tìm ra tri thức rồi thì chúng ta không biết nó có sử dụng được hay không, thì chúng ta phải có sự làm sao đánh giá và giải thích nó. Và cuối cùng nếu chúng ta thấy là ok thì chúng ta đưa nó vào trở thành một cái làm sao tri thức, một trở thành một cái quy luật, đó chính là làm sao mô hình. Đấy. À, thứ nhất là tôi hỏi ở đây có bạn nào đã học học máy rồi? Em ạ. À, học máy rồi Duy Anh. Vậy thì một cái bài toán mà xử lý trong học máy thì em làm như thế nào? Một bài toán xử lý trong học máy đúng không ạ? Ừ. À, em sẽ có phần xử lý dữ liệu đầu vào, và sau khi đầu vào đấy thì em sẽ sử dụng các thuật toán để mình thực hiện các bài toán hồi quy hoặc là phân lớp và đưa ra kết quả đầu ra. Đưa ra kết quả đầu ra. Cứ đưa ra thế thôi đúng không? Mình phải xử lý dữ liệu để mình có được cái đầu ra chính xác ấy. Làm nào biết nó chính xác? Mình sẽ chia ra cái tập dữ liệu đấy thành tập train và tập test, và sau khi mà mình huấn luyện cái mô hình ấy, và mình sẽ đưa ra kết quả dự đoán, và mình sẽ so sánh cái kết quả dự đoán đấy với kết quả dữ liệu trong tập test, và nếu sau đó mình sẽ tính ra tỷ lệ phần trăm đúng là bao nhiêu ấy ạ. Tỷ lệ phần trăm đúng là bao nhiêu. Rồi, cảm ơn bạn Duy Anh rất chi là tốt. Hỏi bạn thứ hai đi. Chẳng hạn anh Quyết nha. Anh học học máy chưa? Quyết. Em học năm ngoái rồi. Em nói qua cái bài toán. Thì cũng như bạn nói là chia ra tập trên tập test xong rồi huấn luyện để xác định. Cũng là trên test đúng không? Rồi bây giờ tôi hỏi một cái câu hỏi khác. Anh Ngô Tiến Mạnh học chưa nhỉ? Em học rồi. Bây giờ học máy thì anh có những lớp bài toán học nào? Có những lớp bài toán nào? Anh Mai. Em không nhớ. Không nhớ. Rồi. Mời anh Phan Thế Tùng. 61PM2. Chưa học môn đấy thầy ạ. Chưa học môn đấy. Thế này thì 61 là các anh ra trường hết rồi. Anh Hoàng Đức Nghĩa, Hoàng Nghĩa Đức. Dạ thưa thầy, là có bài toán là phân lớp, bài toán hồi quy, bài toán phân cụm. Đấy. Thế thì bài toán phân cụm thì anh có phải chia dữ liệu hay không? Bài toán phân cụm thì mình gom các cái dữ liệu thành các cái cụm rồi tìm các cái đặc trưng trên cái cụm đấy ạ. Thế thôi đúng không ạ? Đấy. Vậy thì anh có phải test không? Vẫn phải test. Test để làm gì đã? Test để cái đường mình tìm ra nó sẽ gần với các cái cục của mình. Rồi, đấy thấy chưa? Các bạn thấy được là khi các bạn học rồi. Nhưng mà đấy, tôi lấy ví dụ tôi phân tích một vấn đề thôi nhá, để các bạn thấy. Như cái bài toán phân cụm, cái bài toán phân cụm ấy, cái đầu vào của nó là một tập dữ liệu, đầu ra của nó là làm thế nào tôi chia cái dữ liệu này thành các cái làm sao nhóm khác nhau,
đúng chưa? Chẳng hạn như lớp này có 95 người, tôi chỉ biết là quan tâm đến, tôi chả biết là các bạn là thuộc là học lại hay học lần một, học lần hai, hay là các bạn thuộc diện như thế nào. Bây giờ tôi bảo là 95 người này các anh chia cho tôi làm 3 nhóm, đúng không ạ? Để tôi có một cái cách thức làm việc với từng nhóm, chẳng hạn. Với vậy thì khi đó các bạn có thể thực hiện việc chia theo là tìm ra những cái bạn mà gần giống nhau cho vào một nhóm, để sao cho thầy sẽ có một cái phương pháp nào đó để trao đổi thông tin nó làm sao hiệu quả. Đấy, thế thì vậy thì tôi có quan tâm đến sau khi chia nhóm xong, tôi chia chẳng hạn được 30 người một nhóm, 30 người thứ nhất vào một nhóm, 30 người thứ hai vào một nhóm, 35 người thứ ba vào một nhóm. Thế là cái công việc phân cụm của tôi đã được thực hiện xong. Và như vậy thì tôi test để làm gì? Đấy, thế thì khi đó thì các bạn, đấy là tôi đang phân tích cái bài toán thực tế. Như vậy thì khi đó chúng ta tiến hành phân cụm xong là xong. Chúng ta không cần quan tâm đến cái việc là ở phân cụm xong cần phải test. Vì có cái gì đâu mà test, đúng không ạ? Vậy thì nó là lớp. Vậy thì các anh chị thấy là trong học máy, các anh chị học có hai lớp bài toán quan trọng. Một là lớp bài toán học có giám sát. Học có giám sát ý, thì người ta đưa cho các anh chị tiêu chí học xong, người ta có cái sự kiểm tra lại cái việc học của các anh chị, đúng chưa? Đã tốt hay làm sao? Chưa tốt. Thông qua cái gì? Thông qua cái đánh giá, đúng chưa? Vậy thì cái đánh giá chính là cái test, đúng chưa? Còn cái bài toán thứ hai là bài toán học không giám sát. Nó bảo học đi, học đi, học xong chưa? Học xong rồi. Thế xong. Vậy thì cần gì phải test? Anh chị hiểu à? Cái bài toán học có giám sát với bài toán học không giám sát nó có sự làm sao khác nhau. Và khi đó thì các bài toán hồi quy và các bài toán phân lớp dữ liệu, người ta được xếp vào các lớp bài toán làm sao? Là học có giám sát. Còn cái bài toán phân cụm, người ta xếp vào cái lớp bài toán làm sao? Học không giám sát. Và bản chất thì các anh chị thấy được là các anh chị chạy trên Waika mà xem, với phân cụm không có chuyện chia dữ liệu, với phân lớp và hồi quy thì nó có sự chia dữ liệu. Đấy, chính vì vậy mà cái tuần này, tuần đầu tiên tôi chưa không có buổi là thực hành, nhưng tuần sau vì tôi sẽ có buổi thực hành, tôi sẽ chỉ cho các anh chị trực tiếp trên Waika. Đấy, và khi đó thì các anh chị nhìn thấy tôi vừa mới phỏng vấn khoảng 4-5 anh, nhưng mà các anh chị nhớ, chuyên nhớ như là một con vẹt, đó là dữ liệu của em luôn luôn được chia ra làm hai phần, phần trên link và phần làm sao testing. Không cần thiết, không phải bài toán nào như bài toán nào. Nó dẫn đến hai cái bài toán lúc nãy tôi nói đến, đó là chúng ta tìm ra mối quan hệ, thì khi đó nó là người ta mới cần tìm ra cái việc làm sao cái mối quan hệ đấy, người ta cần kiểm chứng được cái mối quan hệ đấy nó là mối quan hệ phù hợp hay không phù hợp, thì người ta cần kiểm tra, đúng không ạ? Còn cái bài toán thứ hai là tôi nói lên cái bài toán tìm kiếm mẫu. Thì tôi chỉ quan tâm đến việc là mục đích của chúng ta là tìm kiếm thấy hay không thấy thôi, câu trả lời, và không cần phải kiểm tra lại cái việc làm sao thấy hay không thấy. Đấy là hai bài toán khác nhau hoàn toàn trong khai phá dữ liệu. Và tương tự như vậy thì trong học máy, người ta chia ra tương ứng với hai lớp bài toán học có giám sát và học không giám sát. Rồi, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bây giờ tôi hỏi cái cạnh thứ hai trong học máy mà chúng ta học thì rất dễ nhưng làm rất khó, đó là bài toán về dữ liệu. Học thì các anh chị thấy là các anh chị có dữ liệu sẵn trên UCI rồi,
đúng không ạ? Các anh chị đưa vào cái là đưa vào ngoài ca cái là nó chạy được ngay. Nhưng khi làm thì các anh chị gặp phải có anh chị nào đưa một cái bộ dữ liệu thu thập thực tế vào trên UCI nó chạy được ngay, vào trong Wi-Fi nó chạy được ngay không? Chị Mây đã chạy bao giờ chưa? Dạ em có rồi ạ. Nhưng mà khi đưa dữ liệu vào cái nó chạy được ngay không? Hình như là có. Có, hình như là có. Hình như là có. Tôi xin lỗi tí, tôi có cái cuộc điện thoại. Rồi, tôi xin lỗi anh chị. Thế thì ở đây cái thế thì khi đó gần như khi dữ liệu đưa vào chúng ta cũng là làm sao không thực thi được ngay. Và cái bài toán khó ở đây là khi học là chúng ta chuyên lấy được cái dữ liệu tốt, dữ liệu đồng nhất, dữ liệu không có nhiễu, dữ liệu nó gì nhỉ, về chẳng hạn như chúng ta học phần lớn nếu mà dữ liệu thống kê là đều là dữ liệu thuộc tính. Nhưng thực tế thì các anh chị thấy là khi chúng ta vứt vào cái một cái kho dữ liệu thô ấy, này bây giờ chúng ta thấy là chúng ta có dữ liệu ảnh, dữ liệu về âm thanh, dữ liệu về thuộc tính. Các anh chị đưa vào một cái phương pháp như chẳng hạn FVN chẳng hạn, nó có chạy được ngay không ạ? Câu trả lời là không. Đúng ạ. Cái khó là làm thế nào để chúng ta làm sao tích hợp nó vào đến cái khâu đó là biến đổi dữ liệu này để nó chạy được cái làm sao đang làm về mình. Bài toán này là bài toán làm sao khó đối với những người làm thực tế. Đây ạ. Đây chẳng hạn đây tôi share cho các anh chị một cái bài dự án thực tế mà chúng tôi làm. Dữ liệu khi người ta đưa vào đây, các anh chị đợi tôi mở. Bài toán này thì cũng sinh viên khoa mình làm thôi. Tôi cũng để cho mấy anh K62, K6, K61, K62 như mấy anh Tâm hình như K61. Đấy, anh Tâm, đấy, anh cũng làm. Đấy, các anh chị thấy là đây là một cái dữ liệu bệnh án điện tử. Thế thì khi các anh chị nhìn thấy này, chẳng hạn như diễn biến bệnh, người ta ghi tiểu sử vân vân các thứ. Nhưng khi chúng ta đưa cái này vào ấy, máy nó chịu. Đấy. Và khi đó thì người ta phải thực hiện cái bài toán thứ hai, đó là cái bài toán mà người ta phải làm sao tiền xử lý, đó là người ta phải tách ra về cái dữ liệu dưới dạng như này, dưới dạng đây là dữ liệu, đây là tình trạng thứ nhất là đi ngoài ra máu có hay không. Đấy, tình trạng phân thế nào, bình thường hay làm sao, không bình thường, có buồn nôn hay không, có tỉnh táo hay không, huyết áp là bao nhiêu, nhiệt độ là bao nhiêu, thì nhờ chướng bụng hay không, thì nhờ đau bụng hay không. Đấy, thế thì đấy là cái bài toán mà rất chi là quan trọng đối với cái khi chúng ta làm sao làm dữ liệu. Đó là cái bài toán mà từ dữ liệu thô chúng ta biến đổi về dữ liệu. Vậy thì khi chúng ta làm ấy, trong thực tế là như này, người ta khi chúng gặp phải đó là chúng ta chỉ có bài toán không thôi. Chúng ta có bài toán ABC. Vậy thì người ta bảo đây này, dữ liệu đây này, bây giờ làm thế nào để thực hiện việc làm sao, em xem dữ liệu là phù hợp thì em đưa vào bài toán, dữ liệu là không phù hợp thì bỏ đi. Thế thì khi đó chúng ta phải xây dựng lên cái tiêu chuẩn để chúng ta làm sao thực hiện để lấy dữ liệu. Đấy là cái quá trình, đấy là cái quá trình mà chúng ta lọc dữ liệu, đó là chúng ta xây dựng. Chẳng hạn như này, chẳng hạn như lớp tôi bảo là ôi đợt này nhà trường có cái tổ chức là cái cuộc thi ABC là đó,
Vậy thì chúng ta cần tìm ra khoảng 30 bạn giỏi về lập trình. Vậy thì chúng ta lại, khi đó cái giỏi về lập trình ấy, nó là cái tiêu chí để chúng ta làm sao trích chọn dữ liệu. Đó, tôi lọc ra, ô, những anh nào mà có mấy cái môn lập trình mà tầm dưới điểm C, chúng ta bỏ luôn. Vì như anh ấy không phải là giỏi lập trình. Đấy. Vậy thì tôi chỉ lấy khoảng, đầu tiên tôi lọc ra những anh A, B. Nhưng mà nếu mà nó có số lượng mà lớn hơn 30 rồi, thì tôi lại phải ranking xếp từ làm sao trên xuống dưới để tôi làm sao lấy chỉ đủ làm sao 30. Còn nếu mà vừa đủ 30 thì ok, còn ít hơn thì tôi lại phải làm sao lại thêm cái điều kiện lọc nữa để lấy thêm để cho đủ 30. Thế cái quá trình này đầu tiên là từ dữ liệu thô chúng ta phải làm sao trích chọn. Trích chọn rồi, như ba anh này mà đưa vào cuộc thi có được ngay không ạ? Cái câu chuyện là anh ấy giỏi lập trình nhưng mà anh có biết bài toán nó là gì đâu. Vậy lại phải có tiến cái quá trình làm sao dạy anh ấy, huấn luyện anh ấy hay dạy anh ấy để giải quyết các cái bài toán đấy, thì có đấy quá trình đào tạo. Vậy thì khi đào tạo xong rồi thì tôi mới ra được cái làm sao cái đội thi đấy. Đội thi đấy thì chính là đưa vào làm sao là cái dữ liệu làm sao khai phá dữ liệu đấy. Vậy thì đấy chính là cái bài toán mà chúng ta làm sao vẫn gặp phải là khi chúng ta đi. Vậy thì khi chúng ta làm ấy thì chúng ta có một cái khó như này, cái dữ liệu của chúng ta là đã sạch rồi, không phải là dữ liệu thô, không có nhiễu, thì nhưng chúng ta chỉ việc làm sao áp dụng vào máy thì được dễ ngay. Nhưng khi đi làm thì người ta chỉ cho chúng ta bài toán từ cái việc là chúng ta đi thu thập dữ liệu như thế nào và chúng ta làm sao xử lý tiền xử lý dữ liệu như thế nào. Đấy là bài toán khó, tôi nói thật với các anh chị, đấy là bài toán khó. Cái thứ hai, như hôm nay có một anh, đầu tiên anh Dũng à gì nhỉ, anh Dũng nhỉ, anh bảo là sau khi chạy ra rồi thì anh đánh giá acoustic của nó mức độ đúng sai như nào. Như vậy tôi phân tích đó là cái bài toán dự báo nhiệt độ, thì chẳng hạn nhiệt độ hôm nay là 36 độ nhưng mà anh dự báo là 35,99. Về lý thuyết hai con số này là làm sao khác nhau, nhưng về thực tế thì người ta bảo ồ sai số 0,001, thế thì tôi chấp nhận được. Các anh hiểu câu chuyện không? Vậy thì như vậy thì cái đánh giá về mặt acoustic thì nó chỉ có đánh giá là một là true, hai là false, đúng sai xong. Vậy thì trong trường hợp này nó là false nhưng trong thực tế là chấp nhận được. Vậy thì cái cách thức đánh giá như thế nó đã phù hợp hay chưa? Cái câu trả lời tôi trả lời luôn là chắc chắn là chưa. Vậy sau khi chúng ta có cái kết quả của cái khai phá dữ liệu rồi thì chúng ta phải có một cái phương pháp đánh giá cho nó làm sao phù hợp. Đấy. Và ở đây thì chúng ta có các cái cách thức đánh giá làm sao khác nhau. Đánh giá rồi, chẳng hạn như trong y tế chúng tôi làm chẩn đoán, vì tôi làm y tế nhiều, chẩn đoán xong rồi nhưng có được đưa vào áp dụng hay không, hay cái việc cái kết quả chẩn đoán đấy có ý nghĩa trong y hay không, nó lại là cái cần cái phần quá trình làm sao giải thích. Tôi lấy ví dụ như mấy anh nha khoa, anh ấy, tôi làm nhiều về nha, anh ấy bảo là bây giờ các thầy hỗ trợ cho cái việc chẩn đoán, bây giờ có mấy cái bệnh như sâu răng là hay mắc phải nhất, nhưng mà thì nhờ bảo học máy tôi làm sâu răng độ 3, độ 4 thì độ chính xác lên đến khoảng 99%. Mấy anh bác sĩ anh bảo độ 3, độ 4 thì thực ra thì chụp ảnh lên cái là nhìn mắt thường nhìn thấy ngay, chả cần phải máy cả. Vì người ta chiếu lên cái là chỉ trong vòng gì nhờ 1-2 phút bác sĩ nhìn thấy ngay. Nhưng cái khó, cái anh bác sĩ anh bảo cái khó của chúng tôi ấy là độ 2 và độ 1. Nhất là độ 1 chúng tôi rất khó phát hiện. Thậm chí là bác sĩ chẩn đoán nhầm ở độ 1 là rất nhiều. Vì sao? Vì
nó chỉ tạo ra cái vết sần trên bề mặt răng. Vậy thì anh phải làm cái khó. Vậy thì cái ý nghĩa của kết quả này của chúng tôi là chúng tôi cần các anh là làm ở cái làm sao độ 2 độ 1. Vậy thì khi đó cái việc đánh giá ở đây chúng tôi người ta lại mong muốn đến cái việc làm sao làm cái độ 2 độ 1 đấy thì nó sẽ làm sao phù hợp hơn. Tôi xin lỗi, đó là có giáo viên người ta đang đòi phòng. Chúng ta đã hết giờ chưa nhỉ mà người ta đã đòi phòng này. Hết rồi. Ờ thôi rồi, buổi hôm nay chúng ta dừng ở đây. Thầy bọn em cũng chưa điểm danh được. Ờ thì tôi đã nói từ nãy giờ rồi. Điểm danh ở trên LMS. Vâng, nhưng mà chúng vẫn chưa được ạ. À tôi đã ép đâu. À, vâng. Ờ, tôi đã nói với các anh chị là buổi chiều mà vì bây giờ lúc nãy là tôi để tôi giải quyết những giờ học đã. Vâng. Đúng vậy ạ? Ờ, rồi chào các bạn. Cảm ơn thầy. Ừ. Chào thầy. Ừ.